Để đến với buổi livestream của Sứ Mai Hà Phương các chị nhá. Các chị ơi, hôm nay sẽ là buổi tối nhá. Buổi tối em livestream với các chị là buổi cuối cùng trong cái năm gọi là hai âm của 2017 các chị nhá. Vâng, chào shop chị ơi, nhà em đặt xưởng nhá, Ngọc Lan nhá. Rồi em chào tất cả các chị đang xem livestream của em luôn ạ. Các chị ơi, hôm nay là buổi cuối cùng em livestream các chị trong em để chuẩn bị mình chuẩn bị đón chào thật là nhiều mẫu mới của sang năm các chị nhá. Hôm nay là buổi xả hàng cuối cùng của em nhá. Hôm nay em sẽ xả hàng của cuối cùng để dành tặng cho tất cả các bạn sinh, tất cả giá thật cực kỳ rẻ đến tất cả các chị nhá. Nên là hôm nay các chị nào mình nhanh tay nhá, nhanh tay vào sinh những cái mã mà em xả thật là đẹp, thật là rẻ về cho với mình nhá. Rồi chào shop, ok chị ơi, là xưởng nhá, là xưởng may Hà Phương, không phải là shop may Hà Phương nhá. Nhà em là xưởng các chị nhá, xưởng không phải là shop đâu. Áo giả gốc bao nhiêu? Áo giả gốc 450.000 nhá. Nhưng chơi mini game với em đi, chơi mini game với em thì sinh một cái giá 59k nhá. Rồi comment là 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em nha. 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm trong chế độ công khai giúp em nhá. Em, các chị ơi, hôm nay em sẽ xả rất là nhiều mã sinh luôn. Xả cực kỳ nhiều mã sinh luôn, các chị cứ đón chờ nhá. Áo len, áo phao trước đi em ơi. Từ từ bình tĩnh đã, trước khi em xả thì mình chơi với nhau đã. Chơi với nhau một chút nha. Các chị ơi, giao lưu với nhau một chút đi. Không làm mấy hôm nữa em không like rồi. Em về nghỉ Tết rồi là em không like cho chị nữa thì các chị không nhìn thấy phải chơi giao lưu với nhau một chút thì mình sẽ bước vào bán hàng sau nha. Trước tiên mình giao lưu với nhau một chút, mình chơi một trò chơi mini game nhỏ nhỏ nhá, để em sẽ tặng quà cho những các chị nào mà là nhiệt tình Hà Phương này, chia sẻ nhiều livestream của Sứa Mai Hà Phương thì em sẽ tặng quà nha. Rồi comment là 59k các chị, 59k nha, và kèm mua chia sẻ cho em ạ. 59k nhá. Áo phao bao nhiêu vậy? Các chị ơi cứ bình tĩnh nhá, các chị cứ bình tĩnh. Rồi các chị ơi, em chơi với em trước, chơi với em trước nha. Chia sẻ livestream của Sứa Mai Hà Phương một chút nhá. Đông đông người vào xem thì bắt đầu chị em mình xả thì mới có hiệu quả nhá, xả mới vui nhá. Rồi cái váy bao nhiêu? V8 giá chưa? À giá xả kho là 180.000 nhá. Em đang xả cái váy V8 này với giá là 180.000 nhá. Em không còn nhiều đâu các chị ạ, em chỉ còn có vài cái thôi nhá. Nên là các chị ơi, hôm nay tất cả những cái xả mã mà em xả nhá thì sẽ không còn nhiều đâu, nó chỉ có một chút thôi, không còn nhiều đâu, nên là mình nhanh tay nhá. Rồi các chị ơi, comment nào, tập trung comment là em 59k nào. Đúng rồi, 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm nhá, trong chế độ công khai giúp em. Một lần chia sẻ lên nhóm bằng 5 lần chia sẻ trên trang cá nhân nhá. Chị nào mà chia sẻ nhiều nhất trong chế độ công khai thì có thể chụp lại màn hình và gửi về Messenger của Sứa Mai Hà Phương cho em nhá. Các chị gửi về Messenger Sứa Mai Hà Phương thì em sẽ kiểm tra và em sẽ gửi cái phần quà mà dành cho những các chị nào mà chia sẻ nhiều trên nhóm nhất nhá. Rồi các chị ạ, đấy là em sẽ tặng thêm một cái phần quà là cho những các chị nào mà chia sẻ nhiều trên nhóm nhá. Còn các chị vẫn cứ tiếp tục chia sẻ trong trang cá nhân của em được nhá. Nhưng mà dĩ nhiên là chia sẻ nhiều trên nhóm nó sẽ tốt hơn là trong trang cá nhân nhá. Rồi đúng rồi, 59k nhá, 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em nhá. Rồi các chị ơi, em có đúng 3 cái áo dạ thôi các chị nhá. Các chị ơi mình nhanh tay nào. Cái áo dạ này nhà em nhá, còn rất là ít luôn đấy các chị ơi, mình nhanh tay để sở hữu nó nhá. Rồi, đây là màu nâu đất các chị nhá. À, đây là màu cam đất nhá. Một chiếc màu cam đất rất là đẹp này. Một chiếc màu cam đất em đang mặc là màu đỏ đô nhá. Màu đỏ đô và màu cam đất nhá. Ai thích màu nào em sẽ tặng màu đó luôn nhá. Ai thích màu nào em tặng màu đó luôn. Rồi các chị ơi, các chị đã chia sẻ chưa? 59k và kèm mũ lượt chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm trong chế độ công khai cho em nha. Phải ở trong chế độ công khai em mới công nhận để tặng quà các chị nhá. Phải ở trong chế độ công khai các chị nhá. Hôm nay em sẽ xả rất là nhiều mã sinh luôn nên các chị mình nhanh tay nhá. Nhanh tay nào, em xả áo dạ với giá 59k nào. 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em đi các chị ơi. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm trong chế độ công khai cho em nhá. Phải ở trong chế độ công khai em mới công nhận các chị nhá. Rồi các chị ơi nào, mình chia sẻ nhanh tay nào, mình chia sẻ nhanh tay nào để dinh một chiếc áo dạ với giá 59k nhá. Rồi 59k, ai thích màu nào nào. Rồi đã chia sẻ, ok đã chia sẻ và tiếp tục chia sẻ cho em nhá. 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em đi ạ. Đây là chính là màu cam đất nhá, màu cam đất rất đẹp và em đang mặc là màu đỏ nô nhá. Rồi này, một chiếc màu dáng cực đẹp cực xinh nhá, mà lên phong cực kỳ ok luôn các chị nhá. Một chiếc dáng cực đẹp màu với giá là 59k nhá. Rồi 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm trong chế độ công khai cho em nhá. Phải ở trong chế độ công khai em mới công nhận để tặng quà tất cả các chị nhá. Rồi 59k nào. Rồi 59k
lên nhóm trong chế độ ca giúp em nhá. Các chị ơi, mình nhiệt tình đi ạ, mình chơi nhiệt tình lên. Bởi vì cái buổi livestream này là cái buổi livestream cuối cùng của em nhá. Buổi livestream cuối cùng trong một năm của em các chị nhá, để năm sau các chị em mình lại gặp lại nhau nhá. Rồi chia sẻ nhanh tay đi nào, chia sẻ nhanh tay để em sẽ xả nhá. Để em bước sang xả áo các chị nhá. Rồi 59k nào. 59k một chiếc áo dạ nhá, lên form cực đẹp của Siri luôn các chị nhá. 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm trong chế độ ca cho em nhá. Rất là đẹp, rất là xinh luôn. À, mặc thử cái màu cam đi. Ok, được rồi, em sẽ mặc thử cái màu cam nhá. Sẽ mặc thử cái màu cam cho các chị xem nhá. Rồi ok nào, vẫn tiếp tục chia sẻ nào. Bây giờ em sẽ mặc thử màu cam nhá. Em sẽ khoác thử màu cam cho các chị xem nhá. Màu cam lên phòng rất là đẹp luôn. Đây, sẽ mặc thử màu cam cho các chị luôn nhá. Đây ạ. Các chị đã thấy đẹp chưa? Các chị đã thấy đẹp chưa ạ? Còn em thì rất là đẹp rồi nhá. Đây, em đã mặc thử màu cam rồi đây. Ai thích màu nào em tặng cho màu đó luôn. Nhưng các chị ơi, các chị đã chia sẻ chưa? Các chị phải chia sẻ nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm trong chế độ ngoài cho em nhá. Rất là đẹp này, ok cam đất. Em thử cái quy nhá, em thử cái quy cho các chị nhìn nhá. Đây, rất là đẹp này. Một chiếc áo dạ vừa giá 59k nào. 59k một chiếc áo dạ đẹp cực kỳ vừa các chị nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Đằng trước đằng sau này lên phong cực kỳ ôm dáng các chị nhá. Cực kỳ ôm dáng và cực kỳ tôn dáng của mình luôn các chị nhá. Rồi 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em nào. Kèm những lượt chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân hoặc lên nhóm trong chế độ ca giúp em. Một lần chia sẻ lên nhóm bằng 5 lần chia sẻ trên trang cá nhân các chị nhá. Một lần chia sẻ lên nhóm bằng 5 lần chia sẻ trên trang cá nhân. Nên là các chị mình nhanh tay nào. Nhanh tay để sở hữu một chiếc áo dạ 59k nhá. Đây một chiếc áo dạ 59k này. Cái quy cũng rất là đẹp mà khi mà em bỏ quy ra cũng càng đẹp hơn các chị nhá. Rồi 59k nào. 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em đi ạ. Rồi nào các chị ơi, nhanh tay để em sẽ chốt game nào. Các chị ơi, em sắp sửa chốt mini game rồi các chị nhá. Nên các chị nhanh tay nhá. Đấy thì máy tính tìm nhanh một chỉ số mini game đầu tiên nhá. Rồi ok các chị ơi, nhanh tay nào. Nếu mà như cái lượng người xem mà bứt phá nhá thì em sẽ gọi tên hai chị cùng một lúc nhá. Rồi áo dạ không còn nhiều đâu các chị ơi, mình nhanh tay nào. Nhanh tay để xuống một chiếc áo dạ đẹp tuyệt vời như này về mình nhá. Đây ạ. Một chiếc áo dạ rất là đẹp luôn. Đây cho các chị xem lại màu đỏ đô nhá. Em sẽ cho các chị xem lại màu đỏ đô nhá. Rồi cực đẹp cực xinh luôn với giá 59.000 nhá. Rồi 59k và kèm những lượt chia sẻ để cho em đi ạ. Rồi nhanh tay nào, 10 phút nữa em chốt mini game đầu tiên nhá. 10 phút nữa em sẽ chốt mini game đầu tiên. Chị nào mà chưa chia sẻ nhá thì các chị ơi mình cố gắng bứt phá lên nhá. Mình cố gắng bứt phá lên để em tặng quà nhá. Cố gắng bứt phá lên. Rồi 59k đi ạ. Rồi áo chị đang mặc bao nhiêu? Ok, 59k thôi nhá. 59k một chiếc áo dạ em đang mặc nhá, rất rẻ, rất đẹp luôn. Rồi nhanh tay nào, 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân hoặc lên nhóm trong chế độ ngoài giúp em. Rồi này, kiểm tra chị Linh Thùy Như nha. Chia sẻ nhiều rồi, ok, chia sẻ nhiều là bao nhiêu lần các chị ơi. Các chị chia sẻ nhiều là bao nhiêu lần ạ, các chị chia sẻ nhiệt tình nha. Rồi, ai mà chia sẻ nhiều trên nhóm nhất nha. Em sẽ nhắc lại là ai mà chia sẻ nhiều trên nhóm nhất, nhớ chụp lại màn hình nhá và gửi về Messenger của Sửa Mai Hà Phương nha. Gửi về Messenger của Sửa Mai Hà Phương thì em sẽ gửi, thì em sẽ kiểm tra này và em sẽ tặng cái quà cho chị đó nha. Rồi 59k nào, một chiếc bảo đô và một chiếc cam đất nha. Ai thích màu nào các chị ơi, rồi em đã nhìn thấy là 59k bảo đô. Các chia sẻ đi các chị ơi, các chị chia sẻ đi ạ. 59k bảo đô, các chị thích bảo đô thì các chị chia sẻ đi. Chia sẻ nhiệt tình để dính bằng được nó về với tủ quần áo của các chị nha. Rồi 59k đi ạ. 59k vào kèm những lượt chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm trong chế độ công khai cho em nhá. Phải ở trong chế độ công khai các chị nhá. Rồi rất là đẹp luôn nhá. Một chiếc áo này, một chiếc áo dạ rất là đẹp luôn này. Với giá 59k thôi các chị nhá, 59k. Rồi nào, máy tính làm ơn cho xin nhanh mời tên một chị đầu tiên chúng mình đi game nhá. Rồi nào, chia sẻ rồi nhé. Ok, kiểm tra Vân Nguyễn nhá, kiểm tra Vân Nguyễn nhá. Áo em đang mặc có màu khác không? Các chị ơi, hàng không còn nhiều đâu các chị nhá. Hiện tại cái thời điểm bây giờ là sắp Tết rồi, nên là em còn những cái gì em sẽ xả nốt trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Em sẽ còn những cái mã nào em xả nốt trong ngày hôm nay. Nên là các chị cố gắng xem hết buổi livestream của em trong tối ngày hôm nay, em sẽ xả hết cho các chị nhá. Xả với giá cực rẻ luôn, em đảm bảo là không ở đâu có các chị nhá. Mua gọi là mua lẻ rẻ như mua buôn luôn các chị nhá. Mua lẻ rẻ như mua buôn, em đảm bảo còn rẻ hơn cả mua buôn luôn các chị nhá. Nên các chị yên tâm, các chị cố gắng xem hết cái buổi livestream của buổi tối nay ngày hôm nay cho em nhá. Rồi nào, quay trở lại vấn đề là 59k nhá. Ok, em xin chúc mừng chị đầu tiên, đó là chị Nguyễn Cát Cát Phương nhá. Em xin chúc mừng chị Cúc Phương ạ. Chị Nguyễn Cúc Phương nhá, em xin chúc mừng chị Nguyễn Cúc Phương nhá. Chị ở Nha Trang, Khánh Hòa nhá. Chị cho chị làm ơn nha, nếu chị Nguyễn Cúc Phương của em đang gọi tên nhá, chị vào cái link, chị vào fanpage của
của sổ Mai Hà Phương và tự có số điện thoại online trên đó, và chị sẽ tự liên lạc để nhận quà cho em nha. Chị Nguyễn Cúc Phương nhá, chị Nguyễn Cúc Phương, chị đã là người chuẩn bị đi game đầu tiên nhá. Rồi chị đi đi game đầu tiên đó là chị Nguyễn Cúc Phương, xin chúc mừng chị nhá. Chị tự liên lạc và liên lạc với sổ Mai Hà Phương thì em sẽ gửi quà tặng chị nhá. Rồi có bây giờ game 2 là ai đây các chị ơi? Mình cố gắng chia sẻ nhanh ngay đi ạ. Comment là 59k nhá và kèm những lượt chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm trong chế độ khai giúp em nhá. Chị đầu tiên đó là chị Nguyễn Cúc Phương, còn chị thứ hai là ai em không biết đâu ạ. Các chị ơi mình chia sẻ nhanh tay, chia sẻ nhiệt tình thì em sẽ công bố các chị thứ hai nhá. Rồi mình nhanh tay đi nào, 59k nhá, 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em nhá. Các chị ơi ai mà chuẩn bị đi game nhá, các chị được quyền chọn màu nhá, các chị được quyền chọn màu nhá. Ai chuẩn bị đi game trước được quyền chọn trước, ai chuẩn bị đi game sau thì mình sẽ được chọn sau nhá. Rồi 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em đi nhá. Cho xem áo phao các chị ơi, mình cứ bình tĩnh nhá. Một lát nữa thôi, trong vòng một lát nữa thôi em chơi. Các chị em mình cùng chơi game, giao lưu với nhau chơi game một chút đã nhá. Một lát nữa thì em sẽ trả cho các chị xem nhá. Rồi 59k đã chia sẻ ok này các chị ơi nào. Ok Nguyễn Lan, chị Nguyễn Thị Lan, Ngọc Lan, Lan Ngọc ok kiểm tra chị Lan Ngọc cho em luôn nhá. Rồi các chị ơi mình nhanh tay nào, những cái tay của các chị đâu. Những cái buổi tối ngày hôm nay mình rất là rảnh các chị nhá. Rồi nhá. À chị Dương Cúc là chia sẻ 100 lần rồi, ok kiểm tra chị Dương Cúc xem đã chờ 100 lần chưa nhá. Các chị ơi các chị chia sẻ, các chị nói đúng sự thực cho em nhá. Rồi các chị ơi cánh tay của các chị đâu, các chị đã chia sẻ chưa nhá. Rồi váy lên canh đang mặc bao nhiêu. À chị Thủy Nguyễn ơi V8 giá giả kho là 180.000 nhá. Em chỉ còn 10 cái thôi, em không còn nhiều đâu nhá. Chị V8 này chỉ còn có 10 cái màu đen thôi. Ai thích cái má đó thì comment là V8 màu đen kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Giá như thế nào? 59k nhá. 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm trong chế độ công khai cho em nhá. Phải ở trong chế độ công khai em mới công nhận là quà nhá. Ok, bây giờ em sẽ lại khoác màu đỏ cho các chị xem nhá. Lại khoác sang cái màu đỏ cho các chị xem luôn. À, xưởng mình ở đâu? Xưởng em ở xóm 7 Ninh Nghiệp, Gia Lâm, Hà Nội nhá. Ok, bán xỉ dĩ nhiên là bán xỉ rồi. Nhà em vừa bán xỉ vừa bán like các chị nhá. Nhà em xỉ toàn quốc luôn các chị nhá, nên các chị yên tâm. À, bao nhiêu lần chị là sao em không hiểu, bao nhiêu tiền là 59k nhá. 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm trong chế độ fan fan nhá. Ok, em đã khoác màu đỏ đô lên rồi đây. Đã khoác màu đỏ đô lên rồi đây các chị ơi, rất là đẹp, rất là xinh luôn. Rồi mình nhanh tay nào, nhanh tay nào các chị ơi, xả với giá nào, xả với giá cực rẻ luôn nhá. Em đảm bảo không nhà ai xả với giá rẻ như nhà em luôn các chị nhá. Em đảm bảo các chị luôn. Rồi bao nhiêu một cái? 59k, 59k thôi, rất là rẻ nhá. Rồi các chị ơi nào, còn váy trên kênh mã là V8 nhá. Ai mà thích cái mã này thì comment là V8 kèm màu đen kèm số điện thoại đi chị giúp em. Em đang xả kho với giá là 180.000 nhá, em chỉ còn có 10 cái thôi. Ai nhanh tay thì sở hữu mà ai không nhanh tay thì không sở hữu được nó nhá. Chỉ còn có 10 cái thôi, thực sự là không còn nhiều. Em chỉ sợ là không còn đủ 10 cái để các chị mua các chị ạ. Nên là rất là đẹp nhá, em đảm bảo các chị là chất loại 1 nhá. Em đảm bảo các chị là chất loại 1 luôn, nhà em còn có. À tự nhiên hôm nay em sót lại kho, em chỉ còn sót có mấy cái thôi các chị nhá. Nên là ai mà thích cái mã V8 này comment là V8 màu đen kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy chốt đơn nhá. Rồi Trung Phan chốt đơn V8 cho chị Trung Phan luôn, rất là đầy đủ, xin cảm ơn chị Trung Phan nhá. Rồi nào, bao nhiêu một áo? Trời ơi, 59k thôi. Áo em nó mặc 59k các chị nhá, 59k một chiếc, rất là đẹp luôn nhá. 59k và kèm những lượt chia sẻ cho em này. Chia sẻ lên trang cá nhân hoặc lên nhóm trong chế độ công khai giúp em nhá. Phải ở trong chế độ công khai nhá. Còn ai thích cái mã V8 này nhá, váy đen này V8 này giá xà kho là 180.000 nhá. 180.000 một chiếc váy lên, hàng loại 1 các chị nhá. Hàng loại 1 100% luôn, không đẹp không lấy tiền của các chị nhá. Xả kho rất là rẻ luôn, em bán với giá là 250.000 nhá. Hôm nay em bán hàng em xả kho chỉ với giá là 180.000 thôi nhá. V8 còn màu gì? Ok, V8 chẳng có màu gì, có mỗi màu đen nhá. Nếu như còn màu thì em sẽ bán với cái giá là 250 nhá. Rồi Thu Hiền ơi, em chốt đơn cho chị Thu Hiền rồi nhá. Các chị ơi nhanh tay nào, nhanh tay để em chuẩn bị em xả hàng nào. Rồi ok, trước khi xả hàng nào, em sẽ khắc ok các chị ơi nhanh tay nào, chia sẻ nhiệt tình đi để em chuẩn bị xả hàng nào các chị ơi. Chia sẻ nhiệt tình nào. Ok chị V8 nhá. V8 này, V8 kèm màu đen kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Em xả kho với giá là 180 nhá. 180.000 một chiếc váy len hàng loại 1 các chị nhá, hàng loại 1 luôn. Rất là đẹp nha, em không còn nhiều đâu nên là mình nhanh tay nha. Rồi xưởng em ở xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội nhá. Cho mình. Xưởng em ở xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội nhá. Ok, áo nó mặc à? Trời ơi rất là rẻ luôn, với giá 59k. 59k nha, không còn nhiều đâu các chị ơi, mình nhanh tay. Những cánh tay của các chị đâu, các chị chia sẻ chưa? Rồi nào, nhanh tay ở V8 nha, kèm màu đen kèm số điện thoại đi chị giúp em nha. Em còn rất ít luôn.
đóng trong chế độ khai giúp em nha. Chị Vi Trung Thủy ơi, cho em xin luôn địa chỉ nha, chị Vi Trung Thủy nha. Rồi V8 kèm màu đen kèm số điện thoại địa chỉ của em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho đơn luôn. Rồi nha, đây là mã xả đầu tiên này. Mã xả đầu tiên đó là V8 canh mặc nha. Đây em sẽ lùi lại cho các chị xem nha. Lùi lại cho chị luôn. Rồi ok. Đây các chị nhìn rõ chưa? V8 này thắt lưng cực đẹp luôn. Không còn nhiều đâu, chỉ còn ít thôi các chị nha. Em chỉ còn có mấy cái thôi, rồi nhanh tay thì em sẽ chuyển sang mẫu khác cho chị luôn. Đây mã đầu tiên mã xả ở V8 nha. Thấy em không? Ok các chị, em sẽ tất các chị luôn. Ai thích cái mã V8 này comment là V8 màu đen kèm số điện thoại và địa chỉ của em. Comment rõ ràng như vậy cho đơn nha. Rồi mã V8 giá giảm kho chất loại 1 các chị nhá. Các chị nhớ em nhấn mạnh một câu này, chất hàng loại 1 các chị nhá. Chất hàng loại 1 luôn, em giảm với giá là 180k nhá. Bằng gốc luôn các chị nhá, thậm chí còn chưa cả bằng gốc luôn các chị nhá. Rồi 180k nào, mã là V8 màu đen nha. V8 màu đen kèm số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Các chị ơi mình nhanh tay, số lượng hàng không còn nhiều đâu, để em chuẩn bị nha. Rồi em sẽ chuẩn bị xả hàng các chị nha, em chuẩn bị xả hàng đây các chị ạ. Như cánh tay của các chị đâu, các chị vẫn tiếp tục chia sẻ cho em nha. Rồi áo dạ em mặc bao là bao nhiêu? Ok này, máy tính bên em đang kiểm tra rồi. Một phút nữa em sẽ công bố mini em 2 nha. Một phút nữa em sẽ chốt mini em 2 nhá. Rồi 59k, Nguyệt Trần ơi, V8 chốt đơn thiếu địa chỉ của em Nguyệt Trần nha. V8 màu đen kèm số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Giá sỏ kho là 180.000 luôn nha. Chỉ có 180.000 một chiếc thôi, rất là đẹp, rất xinh nha. Áo dạ đang mặc bao nhiêu? Áo dạ đang mặc với giá 59k nha. 59k chia sẻ cho em đi các chị ơi. 59k vào kèm nữ lượt chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ lên trang cá nhân này hoặc lên nhóm trong chế độ khoa giúp em nhá. À chị Nguyệt, Minh Lê, ok em có nhìn thấy chị nhá, em có nhìn thấy nha. À ok có nhìn thấy nha. Các chị ơi nhanh tay nào, V8 nha. Các chị ơi nhanh tay, em chuẩn bị chuyển mã rồi nhá. V8 kèm màu đen kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Comment rõ ràng như vậy cho đơn nhá. À chị Hoa, chị Hoa bảo là có chia sẻ 2 lần, chỗ chia sẻ 2 lần không được nhá. Cho mình áo dạ đang mặc mã luôn nhé. Ok size M nhưng mà các chị ơi comment đầy đủ giúp em nha. Chị ơi các chị ơi, các chị đừng hỏi em có thấy không, em thấy tất cả các chị luôn nên các chị yên tâm nha. À các chị ơi nhanh tay nào. V8 này kèm màu đen kèm số điện thoại này. Chị Mỹ Lan Quỳnh ok cho đơn chị luôn, rất đầy đủ số điện thoại thì chị luôn nha. Rồi có màu đi ok rồi. Máy cho xin luôn cái số một số nữa chị. Một chị nữa chuẩn bị đi game nha. Rồi máy đã kiểm tra chưa? Ok. Cho em xin 2 giây à, cho em xin tầm khoảng là 30 giây nhá. À, máy tính bên em sắp tìm ra rồi nha. À các chị ơi nào, đang mặc giá bao nhiêu? Em đang mặc với giá áo dạ là 59k nha. 59k một chiếc áo dạ thôi, cực đẹp cực xinh nhá, hai màu luôn. Đây. Đây là màu cam đất các chị nhá, màu cam đất, còn em là màu đỏ đô nha. Giá bao nhiêu? V8 giá chia sẻ là 180.000 nha. Mã đầu V8 giá chia sẻ là 180.000 các chị nhá. Rồi các chị ơi mình nhanh tay để em xả được cái giá mã đầu tiên các chị nhá. Đầu tiên em sẽ xả sang áo phao các chị nhá. Đầu tiên em sẽ xả hôm nay áo phao thì em sẽ có 3 mẫu cho để em xả với các chị nhá. Ok, em sẽ có 3 mẫu áo phao xả cho chị luôn rồi, nhưng mà trước khi xả thì em sẽ công bố luôn một chị nhá. Và từ giờ tới cuối buổi livestream nhá, chị nào đồng hành với em lâu nhất này, chị nào chia sẻ nhiều nhất thì em vẫn sẽ tặng quà các chị nhá. À các chị ơi nhanh tay nha, nhanh tay nha, nhanh tay comment này V nhá, V61 nha. À em xin lỗi là comment là V8 nhá, kèm màu đen kèm số điện thoại địa chỉ cho em nha. Comment rõ ràng như em cho đơn luôn nha. Rồi lấy áo dạ ok rồi nha. Rồi các chị ơi nào. Rồi các chị ơi ok, trong mà em sẽ công bố luôn một chị thứ hai nha. Em sẽ công bố luôn một chị thứ hai và một lát nữa khi mà em xả nhá, từ cuối buổi livestream em sẽ công bố thêm một chị nữa các chị nhá. Rồi còn màu đen không chị? Cái gì còn màu đen? Váy V8 vẫn còn màu đen nha. Rồi chỉ còn có 5 cái thôi nhá. Chỉ còn V8 chỉ còn có 5 cái màu đen thôi. Như là các chị mình nhanh tay nha. Em chỉ còn có 5 cái màu đen thôi. Như là các chị mình nhanh tay để em mà bán nốt để em sẽ thay sang mẫu khác nha. Em sẽ thay sang một cái mã váy mới đi cho các chị cho các chị lựa chọn nhá. Rồi V8 màu đen kèm số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Còn ngay bây giờ em sẽ xả áo phao nhá. Em mặc áo phao lên và em sẽ xả cho các chị xem nhá. Áo phao em cũng không còn nhiều đâu. Mỗi một màu thì em chỉ có khoảng chục cái thôi các chị nhá. Nên là các chị nhá, mình nhanh tay. Ai mà có đầy đủ số điện thoại địa chỉ thì em sẽ chốt đơn nhá. Không có số điện thoại địa chỉ em sẽ không chốt đơn nhá. Rồi khi mà em sẽ bước vào giá hàng nhá thì các chị ngừng comment là 59k giúp em nhá. Ok nhá. Mình ai khi mà em bước vào bán hàng bước vào xả thì các chị ngừng comment là 59k để không tránh những cái sự nhầm lẫn nhá. Rồi ok. Em xin chúc mừng chị thứ hai nhá. Chị thứ hai đó là chị Phạm Băng nhá. Chị Phạm Băng em xin chúc mừng chị luôn nhá. À,
là chị Phạm Băng ở Thừa Thiên Huế nha. Em xin chúc mừng chị Phạm Băng, đó là chị thứ hai chúng mình đi lên bên em nha. Rồi, chị đã trúng được một chiếc áo dạ rất là đẹp như này nha, với giá 59k nha. Em xin chúc mừng chị Phạm Băng và chị Phạm Băng sẽ liên lạc với Sửng Mai Hà Phương để nhận quà chị Phạm Băng nhá. Ok, bây giờ em đã công bố chị đầu tiên này, đó là chị Nguyễn Phúc Phương ở Nha Trang Khánh Hòa nhá. Chị thứ hai đó là chị Phạm Băng ở Thừa Thiên Huế nha. Em xin chúc mừng hai chị đã hai người may mắn nhất tôi trong buổi tối ngày hôm nay nha. Rồi, rất là mình đã có áo dạ để đi chơi Tết rồi, xin chúc mừng hai chị nhá. Rồi, còn bây giờ em sẽ chuyển sang xả áo phao nha. Rồi, áo phao hôm nay cực kỳ nhẹ nhàng luôn nhá. Mã là... Ok, bây giờ đầu tiên em sẽ xả là A1 nhá. A1 chúc đi. Đây là phao Adidas nha. Em đầu tiên em xả mã Adidas nha. Adidas của em thì tổng cộng có 4 màu nha. À, em xin lỗi là Adidas của em có 3 màu thôi nha. Adidas này có màu tím than này. Tím than thì em không còn nhiều đâu nha. Rồi tím than chỉ còn khoảng đến 6 cái thôi này. Còn màu trắng em còn khoảng đến 15 cái. Và màu hồng này em khoảng đến 20 cái nha. Rồi em sẽ khoác thử từng màu lên cho các chị xem nha. A1 nha. Áo phao em ghi lại chị nha. A1 nha. A1 là phao. Đây là phao không có váy len dài nha. Hôm nay em sẽ xả tất cả những cái mẫu gì nhà em còn đi các chị nha. Rồi đây là phao Adidas nha. Em sẽ mặc thử luôn cái màu tím than lên đầu tiên này. Adidas em xả với giá là 130 nha. 130.000 cho chốt cho người từ 50-51kg quay đầu nha. Rồi A1 trang mix ơi, A1 cộng màu cộng địa chỉ giúp em nhá chị nha. A1 kèm màu kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho đơn. Màu đầu tiên em mặc đó là màu tím than nha. Rồi ok. Đây, màu đầu tiên em mặc đó là màu tím than nhá. Các chị ơi khó nhìn, các chị có thể nhìn giúp em nhá. Rồi nhanh tay nào. Ok này, chị Viện Tóc thu hàng em chốt đơn rồi. Nói cộng cả địa chỉ giúp em nhá. Rồi các chị ơi nào, ok này, đây là em có màu hồng nhá, màu hồng và màu trắng, à màu kem các chị nhá. Đây là màu kem, các chị nhiều chị có hiểu nhầm, đây là màu trắng nhá, nhưng không phải là màu trắng đâu, mà đây là màu kem nhá. Hôm nay em có 3 mẫu áo phao để xả cho các chị luôn nhá. Đây, em đang mặc là màu tím than nhá, ok, em khoác thử từng màu một chút nhá. Đây, các chị ngắm kỹ, em đang mặc màu tím than, các chị ngắm kỹ giúp em nhá. Các chị ngắm kỹ giúp em này, rất là đẹp luôn này, cực đẹp này. Ok nhá, Phạm Hiền ơi, mua hàng thì không mua có thể đi ra ngoài cho em nhá. Em không bắt các chị nghe nhá, ok. Các chị ơi nào, nhanh tay nào. Ok, 57kg không vừa đâu, em chốt từ người 51kg qua đầu cho em nhá. 51kg qua đầu cho em thôi. À, chị Nguyễn Diệm ơi, ok, cho em kèm cho em mã và cả địa chỉ giúp em nhá. Rồi, comment là A1 để A1 kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Ok, các chị nhìn rõ em mặc màu tím than nhá. Màu tím than này có dọc đường Adidas rất là đẹp luôn các chị nhá. À, các chị ơi nhanh tay nào, ok bây giờ em sẽ chuyển sang mặc thử cho các chị màu hồng các chị nha. Em sẽ chuyển sang mặc cho các chị màu hồng nha, rất là đẹp luôn. Đây là màu xanh tím than nha. Cái màu này nhà em rất là hiếm luôn, thực sự rất là hiếm luôn nhá. Nên là các chị ơi mình nhanh tay, hàng không còn nhiều đâu. Ai thích cái màu tím than này nhanh tay comment màu tím than nha. A1 màu tím than kèm số điện thoại đi chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho đơn nha. Rồi ok, bây giờ em sẽ khoác luôn cái màu hồng nha. Em sẽ khoác luôn cái màu hồng cho các chị xem nhá. Em sẽ khoác từng màu nha. Xả với giá là 130.000 thôi chị Phạm Ngọc Khánh nhá. A1 nha. Áo nữ trong bao nhiêu? Áo nữ trong thực ra là em còn có 2 cái, em còn có 3 cái màu cam nha. Em ship được 2 cái trở lên nha. Em còn một cái màu cam này. À 3 cái màu cam và 2 cái màu một cái màu đen và một cái màu xám nha. Đây ok, em khoác thử cái màu hồng này rất là đẹp luôn các chị nha. Đây chính là mã A1 màu hồng các chị nhá. Đây hàng Adidas nha, Adidas cực đẹp luôn nha. Giá xả kho là 130.000 thôi. Ai thích cái mã này nhanh tay nào. A1 kèm màu hồng kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Phao trùng không ạ? Không chị ơi, cái phao này không trùng nhá. Cái phao này rất là đơn giản luôn, không trùng luôn nha. Không hề trùng một tí nào luôn. Giá xả kho là 130.000 nhá. Em đang xả A1 màu hồng này, giá xả kho là 130.000 nha. Hôm nay em xả toàn bộ áo phao với giá là 130.000 thôi các chị nhá. Rồi chị Hàng Hà, ok là A1 màu hồng kèm số điện thoại đi chị giúp em nha. Phải kèm mã sản phẩm này, kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Kèm màu, kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho luôn nha. Rồi cho xem lớp trong, ok cho xem lớp trong luôn nha. Đây lớp trong các chị ơi, lớp trong này có thêm một lớp nữa vào lớp bông ở bên trong nhá. Cực kỳ đơn giản và cực kỳ ấm luôn các chị nhá, em đảm bảo các chị luôn. Rồi nào, A1 em xả với giá là 130.000 nhá. Rồi 130.000 một chiếc áo đẹp tuyệt vời này, rất là đẹp các chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Rồi 60kg không còn được nhá. Em chốt thôi giữ người từ 51kg quay đầu nhá, chỉ có người 51kg quay đầu mà ok cho em nhá. Rồi 51kg quay đầu nhá. Bây giờ em sẽ ra mặc thử màu kem nhá. Rồi em sẽ mặc thử màu kem cho các chị luôn. Rồi ai thích A1 thì nhanh tay nào. A1 này kèm màu kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Có 3 màu này, màu tím than, màu hồng phấn với cả màu kem các chị nhá. Tất cả tổng cộng có 3 màu luôn nha.
Rồi màu trắng con sẽ 40 kg. Ok nhá chị Hương, chị Dương Hương à. Ok mặc ok cho em nhá, 40 kg thì ok cho em. Em chốt cho từng người từ 40 này tới 51 kg quay đầu mặc ok cho em nhá. Đây, đây là một màu kem các chị nha, màu kem rất là đẹp luôn nha. Màu kem em còn khoảng 20 cái các chị nhá, nên các chị nhanh tay. Màu kem cực đẹp, cực xinh luôn nhá. Còn ai thích cái mã V8 này? Ok này, chị Hải Nguyễn Vân là chốt màu vấn ok cho em, xin số điện thoại đi chị nha. Các chị ơi, các chị chốt đơn cho em, các chị phải cho em đầy đủ số điện thoại đi chị nhá. Không cho em đầy đủ số điện thoại đi chị là em không cho được nha. Rồi cho mình A1 hồng, một màu hồng size M. À chị Trần Thanh Hải ơi, cho em xin luôn số điện thoại đi chị nhá. Rồi Hà Nguyễn ơi, ok chốt luôn cho chị nhá, chị cần để lại số điện thoại đi chị nhá. Hải Nguyễn Vân ơi, cho em xin luôn địa chỉ. Các chị ơi, các chị cho em địa chỉ nhá. Không có địa chỉ là em không chốt được nha. Xem lại màu tím, ok, cho các chị xem lại màu tím đây. Đây chính là màu tím than nha. Màu tím than không còn nhiều đâu, nên là nhanh tay nha. Rồi màu tím than không còn nhiều đâu, để nhanh tay để em chốt xong cái thao tác chị nha, rất là đẹp luôn này. Giá chia sẻ là 130.000 nha. Xóa kho chỉ có 130.000 thôi. Bán lẻ rẻ hơn bán buôn luôn các chị nhá. Bán lẻ rẻ hơn mà bán buôn luôn. Rồi 54 kg mà không vừa nha. Các chị ơi, từ 40 tới từ 40 cân này tới 51 kg quay đầu cho em nha. Em chỉ chốt từ 51 kg quay đầu thôi nhá. 130.000 nha. Rồi 130.000 luôn các chị nhá. 130.000 một cái rất là đẹp nha. Các chị ơi, nhanh tay nào, nhanh tay comment nhá. Nhanh tay comment là VA1 này kèm A1 nhá, kèm màu, kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy em cho đơn cho tất cả các chị nhá. Comment rõ ràng như vậy em cho đơn cho các chị luôn. Chỉ có duy nhất các chị ơi, hôm nay là buổi livestream cuối cùng của em nhá. Nên là các chị mình nhanh tay nha, em xả những cực kỳ nhiều cái mã xinh cho chị luôn nhá. Nên là ai thích nhanh tay nào. Ok, Hạnh Vũ cho đơn cho Hạnh Vũ nhá. Xin cảm ơn luôn. V8 màu đen siêu vâng. Ai thích cái mã V8 này thì vẫn comment là V8 giúp em nha. Rồi này chị đồng xu nhỏ. Ok, cho đơn cho chị đồng xu nhỏ nha. Rồi comment làm nhanh tay là comment làm. Em xem màu tính thao nhiều. Xem màu tính thao nhiều. Rồi ok nào, các chị ơi nhanh tay nào. Các chị ơi nhanh tay nào, còn ai thích màu có ai thích màu nào không comment là A1 nhá. A1 kèm màu kèm số điện thoại thì chị giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy em cho đơn cho các chị luôn. Em đang xả kho với giá là 130.000 nhá. 130.000 một cái thôi. Thực sự các chị ơi nhanh tay, từ buổi nãy là rất là nhiều đơn rồi nhá. Nên là em không còn hàng để chốt đơn này, ai mà vẫn chưa chốt được nhanh tay để em chuyển sang luôn mã khác nha. Rồi comment là A1 kèm màu kèm số điện thoại thì chị giúp em. Tất cả có 3 màu nhá. Màu kem em đang mặc này. À đây là màu hồng và đây là màu tím than nhá. Tất cả chỉ có 3 màu thôi. Ai mà nhanh tay thì vinh nhờ sở hữu một chiếc áo về mình nhá. Rồi A1 kèm màu kèm số điện thoại đi chỉ giúp em. Giá xả kho là 130.000 nhá. 130.000 một cái thôi các chị ạ. Mình nhanh tay nhá. Rồi A1 để kèm màu kèm số điện thoại đi chỉ giúp em nhá. Rồi giá xả kho cực đẹp cực xinh luôn. Đẹp và dáng lên rất là xinh các chị nhá. Đây cánh tay của Adidas này cực đẹp cực xinh luôn nhá. Adidas cực đẹp cực xinh luôn nhá. Đây trên này. Ok chị HM ơi chốt cho chị rồi nha. Chốt cho tím than. Chị HN nào, ok cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Adidas rất là đẹp, rất là xinh luôn. Em bao giá bao chốt cho các chị nhá. Từ giá là xả kho là 130.000 thôi nha. 130.000 một cái thôi, cực rẻ cực đẹp. Các chị nhanh tay để dinh em nó về nhá. Rồi nhanh tay ạ. Các chị ơi nhanh tay nào, 1 phút nữa em chuyển mã nha. Các chị ơi nào, ai thích Adidas được không nhanh tay để em nghe. Để em chuyển sang mã khác nào, để em chuyển sang mã khác nào. À các chị ơi nào. Các chị ok chị Hà Hàng chốt chưa các chị ơi nào. Các chị ơi ai chưa cho em địa chỉ nhá thì phải các chị phải cho em địa chỉ nhá. Các chị phải cho em địa chỉ em cho đơn cho các chị nhá. Từ 40 tới 51 kg quay đầu cho em nhá. Từ 40 tới 51 kg quay đầu mặc cái áo phao này ok cho em. Rồi nhanh tay nào nhá chị, các chị các chị cái gì đấy? Các chị mai chú ý điện thoại của nghe máy không? À ok đúng rồi. Các chị ơi, hôm nay nhà em đã xả rồi nhá. Thì ngày mai nhà em gọi điện chốt đơn và nhà em sẽ gửi hàng đi cho các chị nhá. Ai đã chốt đơn của em rồi thì các chị cố gắng để ý điện thoại để em chốt đơn nhá. Rồi giả vờ thôi nhé. Ok chốt đơn cho chị rồi. Áo này bao nhiêu? Áo này có giá xả kho là 130.000 nha. Em đang xả với giá là 130 thôi. Chỉ có 130.000 một cái thôi các chị nhá. Rất rẻ, rất đẹp luôn. 130.000 một cái nhá. Rồi nhanh tay. Nhanh tay nào, ok rồi em chuyển mã nha. Ok, Adidas này các chị nhớ nha, Adidas này. Ok, có một ai mà muốn lần nữa hỏi thì em có thể cho xem lại nha. Có đây Adidas này. Adidas xả với giá là 130.000 nha. Hôm nay áo phao em sẽ xả tất cả với giá là 130.000 thôi. Ok, mã thứ hai em sẽ xả là mã Kenzo nha. Ok, Kenzo mình lên mang ra một. Ok, Kenzo này, Kenzo của em có 2 màu nha. K1 nha. Kenzo là A2. Ok, Kenzo là A2 nha. Rồi, đằng sau Kenzo rất đẹp này. Ok, chị Đặng Tuyết. Ok, Đặng Tuyến em cho đơn chị Đặng Tuyến rồi nha.
Ok em chị em size nhỏ nhé. Ok rồi sẽ cho size nhỏ nha. Ok bây giờ có hai màu này, hồng đậm với hồng nhạt nha. Rồi mã A2 các chị nha. Bây giờ em sẽ chuyển sang mã A2 mã Kenzo nha. Phao chấm Kenzo nha, phao chấm Kenzo mã là A2 các chị nhá. Ai thích A2 thì nhanh tay comment cho em. Em còn một cái đỏ và một cái đen. Ai nhanh tay thì em cho em sẽ dinh được về nhá. Màu đỏ đen như thế này sẽ cho các chị xem. Em còn một cái đỏ và một cái đen thôi, không còn nhiều. Đỏ đô như thế này, đỏ đô sẽ như thế này nhá. Đỏ đô sẽ như thế này và đen thì là màu đen thôi, rất là dễ nhá. Rồi ai thích cái mã A2 này thì nhanh tay em cho đơn nào. Ai thích mã A2 nhanh tay cho đơn nào. A2 này kèm màu hồng đậm hoặc màu hồng nhạt nhá, kèm số điện thoại đi chỉ giúp em nhá. Rồi A2 52 kg mà cao 1m bao nhiêu chị Nguyên Nguyễn? Cao thường khoảng tầm khoảng 1m6 là bạn ok cho em nhá. Rồi em các chị ơi nhanh tay nào, nhanh tay nào. A2 nhỏ, A2 nhỏ có màu hồng đậm và màu hồng nhạt nhá. Em đang mặc hồng, em đang mặc là màu hồng đậm nhá. Còn đây, đây là màu hồng nhạt các chị nhá. Còn một cái màu đen ok dung dung cho em xin luôn số điện thoại, em chốt cho chị cái màu đen là hết nha chị dung dung nha. Dung dung không cho số điện thoại địa chỉ thì em sẽ chốt cho người khác nha. Áo Adidas mã là bao nhiêu? Adidas là A1 nha. Cái này là A2. A1 và A2. A1 Adidas là A1 đấy cho các chị xem nha. Adidas là A1 nha. Ok, huy hiệu là A2 size S ok cho xin luôn số điện thoại, xin luôn màu số điện thoại địa chỉ nha. Rồi A2 giá chia sẻ là 130.000 nha. Cũng là 130.000 thôi. Gửi số điện thoại rồi, ok gửi số điện thoại rồi thì thôi nha. Nếu mà chưa có cho em. Rồi này chị Maria Phương ok em chốt đỏ nhé. Ok chốt đỏ cho xin luôn số điện thoại địa chỉ nha chị Maria Phương nha. Các chị ơi nhanh tay nào, nhanh tay nào. Comment là A2 này kèm màu kèm số điện thoại. Ok chị Dung Dung em chốt đơn cho chị Dung Dung màu đỏ màu đen luôn nha. Rồi các chị ơi mình nhanh tay nào, comment là A2 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ cho em nha. Em đang mặc vào màu hồng đậm nha. Mình lấy bộ kem mang một size M. Ok Hoa Thu cho xin luôn số điện thoại địa chỉ nha. Diệu Lê ơi chốt đơn rồi thiếu không có size XL đâu, em không có size XL Adidas nha. 60 kg không vừa nhá. Thế em công ok thế mọi người nha. Rồi ok chị Trần Hoàng Lan chốt cho chị rồi nha. Các chị ơi tất cả các chị chỉ cần để lại cho em xin số điện thoại và địa chỉ em đi chốt tất cho các chị nhá. Và các chị đừng quên nha, mã A8 giá chia sẻ giá sạc kho là 180.000 nha. Ở đây là mã là A8 giá sạc kho là 180.000 nha. Rồi A2 56 kg không vừa nhá Phạm Ly ơi. Các chị ơi em sẽ nói này. B8. À cái áo này của em nhá, em xả em chốt từ 40 này tới 51 kg quay đầu cho em nhá. Có ship Gia Lai không? Ok, em ship toàn quốc nha, em ship toàn quốc luôn. Trả cước là bao nhiêu vậy shop? Ok, em trả lời luôn nha. Em ship toàn quốc nhá, nội thành Hà Nội là 20 nha, 9 quận nội thành là 20 và tất cả các tỉnh và ngoại tỉnh đều là 30.000 nhá các chị nhá. Chị Đỗ Thị Ngọc Lan ơi, áo em nó mặc nhá, giá xả kho là 130.000 nha. Mã là A2 các chị nha, phao Kenzo này. Đằng sau theo hình Kenzo rất là đẹp này. Các chị có thể nhìn nhá, đằng sau theo một cái chữ Kenzo cực kỳ đẹp luôn nhá. Theo một hình con hổ Kenzo luôn rất là đẹp này. Đằng trước cũng có hình Kenzo nhá, đằng trước cũng có hình Kenzo và đằng sau comment là cũng là có Kenzo nhá. Rồi comment là A2 này, A2 kèm màu hồng đậm hoặc màu hồng nhạt kèm số điện thoại đi chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho tôi luôn nha. Có áo cho con trai không? Không nhỉ em. Ok có áo cho con trai nha. Ok đây cho các chị xem luôn áo gió Phila nào. Ok áo gió con trai Phila nhá. Hả con trai cũng mặc được các chị nhá. Đây đây em cho các chị xem luôn. Rồi nhá trải nghe em để cho mẫu em Phi vào luôn. Đây 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 là mẫu Phila, đây là mẫu Kappa nha. Đây là mẫu Kappa nhà em luôn. Con trai cũng mặc được và con nhái cũng mặc được các chị nhá. Rồi đây là áo Fado nhá. Rồi tất cả của mấy mẫu luôn nhưng mà một lát nữa thì em mới xả cơ. Còn bây giờ chưa xả đâu. Đây Phila này con trai con gái đều mặc được hết mà áo gió hai lớp nha rất là đẹp luôn. Đây nào mẫu nam ra cho mọi người nhìn một cái. Đây rất là đẹp này. Ok đây các bạn nha, để áo gió nhá. Một lát nữa thì em sẽ xả nha. Rồi hôm nay em xả rất là nhiều mẫu các chị yên tâm nhá, xả nhiều mẫu lắm các chị cứ xem em đi. Rồi nha nhanh tay nào. Ok các chị ơi nhanh tay để em chốt A2 nào. A2 kèm bộ kèm số điện thoại đi chị giúp em nha. Rồi pha lê tím chốt đơn thiếu đi chị của em nha, chị pha lê tím nha. A2 kèm màu hồng đậm hoặc màu hồng nhạt kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Rồi nè cho xem cho em cái như chị đang mặc ok nhá chị bở yêu nhá. Chị bở yêu comment cho em là A2 màu hồng đậm kèm số điện thoại chị giúp em nhá. Áo em nó mặc giá xà kho là 130.000 nhá, em xả 130.000 thôi. Đảm bảo là không đẹp không lấy tiền, không ấm không cần mặc luôn các chị nhá, không ấm không cần mặc luôn. Rồi các chị ơi nhanh tay nào. A2 này, A2 giá xà kho là 130.000 thôi. Chỉ có 130.000 cái thôi, đây là hồng nhạt nhá. Ok sẽ khoác thử màu hồng nhạt lên cho các chị xem nhá. Rồi nhanh tay áo em mặc bao nhiêu? 130.000 nhá, xả kho là 130.000 thôi. Em ơi nhìn lên 130.000 thôi, mã là A2 các chị nha. Hôm nay em xả toàn là 130.000 thôi. Em xả áo gió với là 130.000 các chị nha. Nhanh tay đi ạ. Rồi nhanh tay nào. 130.000 một chiếc thôi, mã là A2 nha. Bây giờ em sẽ mặc khoác thử màu hồng nhạt các chị xem nhá. Màu hồng nhạt đẹp
mà màu hồng đậm cũng đẹp rồi. Màu hồng nhạt còn đẹp hơn nhá. Rồi giả vờ yêu thôi nhé. Ok, cho thêm một cái A2 đúng không? Ok rồi, lấy thêm một cái A2 chốt luôn nhá. A1, A2 cho chị nhá. Rồi ok này, chị Hát Xuân DM ok cho đơn. Đưa lên chị cho các chị xem. Đang hồng đậm. Ok, đây hồng nhạt rất là đẹp các chị nhá. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh luôn, khoác lên người cái gì cũng không thể chê được luôn các chị nhá. Với cái giá là 130.000 lại càng không thể chê được nữa nha. 55kg chị Vi Hoàng ơi, không ngờ nhá. Các chị ơi nào, các chị ơi ngừng có đây là 59k nhá, không phải là 59k đâu. Hết 59k rồi nha, bây giờ là 100 em đang giảm với giá 130.000 nhá. Mã là A2 các chị nhá. A2 này, đây là màu hồng nhạt các chị nhá. Màu hồng nhạt các chị có thể em mặc đẹp không ạ? Cũng đẹp luôn nha. Rồi này, chị Phương Yến là cho mình một cái hồng nhạt nhé. Cho em xin luôn số điện thoại địa chỉ cho em cho đơn nhá. Ok, cho ông lúc nãy. Ok rồi nhá, chị tiếng Trung hay tiếng Nhật em nhìn thấy rồi nhá. Rồi chị cần để lại cho em số điện thoại địa chỉ em chốt hết nhá. Rồi nhá, các chị ơi, S thôi nhé. Ok, sẽ S nhá. Chỉ chốt cho người mặc được S thôi. Từ 40 tới 51kg mặc được, quay đầu cho em nhá. Rồi các chị ơi, nhanh tay nào, nhanh tay A2 nào, nhanh tay chốt A2 để em chuyển mã luôn nhá. Hôm nay mình mua nhanh giúp em, để em là khi các chị càng chốt nhanh bấy nhiêu thì em sẽ càng xài được nhiều mỡ cho các chị nhá. Rồi bao nhiêu kg thì vừa, từ 40 tới 51kg quay đầu cho em nhá. Chốt em đi, ok, về lương ơi, chốt rồi nhá. Chị Dương Hiếu em có nhìn thấy chị nhá. Áo gió nam, các chị ơi từ từ bình tĩnh nhá. Các chị cứ đợi em một lát thôi. Em sẽ trả tất cả hôm nay, tối ngày nay sẽ trả tất cả cho các chị luôn nhá. Hôm nay em thâu đêm với các chị luôn. Các chị cứ xem em rất thâu đêm với các chị, em trả các chị luôn nhá. Rồi nhanh tay nào, nhanh tay để em chuyển sang dòng mới nào. Ai chốt kèm rồi này, nhanh tay để em chốt dòng mới nào. Rồi nhanh tay nào các chị ơi, A2 nhá, kèm màu hồng nhạt, kèm số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Còn ai thích màu hồng đậm thì comment là A2 hồng đậm, kèm số điện thoại địa chỉ cho em. Nhiều tiền nào, ô chị nhớ ơi à, giá chia sẻ là 130.000 thôi. À phải gọi là xả kho các chị nha, em xả toàn bộ kho luôn, 130.000 nha. Rồi này, Khát Vọng Thượng Lưu A2 màu hồng nhạt, cho xin luôn số điện thoại địa chỉ nha, chị Khát Vọng Thượng Lưu nha. Rồi tên rất là hay luôn, Khát Vọng Thượng Lưu, cho em xin luôn số điện thoại địa chỉ cho em chốt nha. Rồi A2 hồng nhạt kèm số điện thoại địa chỉ cho em nha. A2 hồng đậm kèm số điện thoại địa chỉ cho em. Rồi ai mà nhìn thấy em mặc màu hồng đậm rồi đã thích, em mặc màu hồng nhạt còn đẹp nữa nha. 49kg dĩ nhiên là mặc được rồi, rất là đẹp nha, chị nhóc lì tiên kỳ nha. Rồi đổi mẫu khác đi, các chị cứ bình tĩnh để cho các chị chốt luôn đã nha. Bao nhiêu một cái? 130.000 nha, em xả kho là 130.000 nha. Rất là đẹp luôn, mã là A2 này. A2 pha Kenzo nha, rất là đẹp luôn, đằng sau có hình Kenzo này, cực đẹp luôn nha. Cực kỳ cá tính luôn các chị nha, cực kỳ đẹp luôn, vừa ấm lại vừa cá tính nha. Chị cao bao nhiêu? Em cao 1m65 nha. Ok, đồng giá là 130, đúng rồi, chị Bạch Dương, đồng giá phao rồi, đồng giá là 130 nha. Ok, ngày mai tươi sáng, em chốt đơn cho chị luôn nha, chị ngày mai tươi sáng nha. Rồi, phí ship thế nào? Phí ship độ chính quận nội thành là 20 và tất cả các ngoại thành và các tỉnh đều là 30 nha. Rồi, đổi mẫu đi bạn, các chị ơi, cứ bình tĩnh để cho các chị nào mà mới vào các chị chốt lốt nha. Rồi, còn ai chốt được không? Các chị ơi nhanh tay nào, ok đầm tay dài đang mặc bao nhiêu? Chị ơi mã V8 nhá, mã đang canh mặc giá xả kho là 180.000 nha. Rồi này chị bé rượu ok cho đơn cho chị rồi nha. Chị tên ở Dương có thấy nhá. Chị Ngọc Ngôi Sao Lẻ Loi ok chốt đơn cho chị nha. Rồi sao đặt không nói gì, chị Đỗ Hải Đăng ơi, căn bản là rất là nhiều người comment nhá. Hơn 1.000 người comment cùng một lúc nên thành ra em không nhìn thấy nhá. Nên các chị ơi ai mà em chưa chốt đơn mà em không đọc tên được, các chị hết sức thông cảm cho em nhá. Bởi vì là em không nhìn thấy để em chốt chứ không phải là em không chốt các chị nhá. Nên các chị cứ để lại, chỉ cần đầy đủ số điện thoại địa chỉ cho em là em sẽ chốt đơn nha. Máy tính của bên em ở bên này này, họ sẽ tự động chốt đơn cho tất cả các chị nhá, nên các chị yên tâm. Bao nhiêu kg thì vừa, từ 40 này tới 51kg vừa cho em nhá. Thấy mình chưa? Ok Phạm Thắm thấy chị nhá. Alpha có mũ không? Không ạ, à, Alpha không có mũ nha. Rồi các chị ơi nhanh tay nào. 52kg mặc cao ok nha, ngày mai tươi sáng 52kg mặc cao 1m54. Ok mặc tạm cho em. Rồi nặng 53 các chị ơi, 52 không vừa nha chị Ngọc Hương nha. Rồi Hoài Thương ơi nhìn thấy số điện thoại chưa, nhìn thấy địa chỉ giúp em nha. Các chị ơi nào, nhanh tay nào, A2 kèm màu hồng nhạt kèm số điện thoại địa chỉ giúp em. Rồi nhanh tay để em chốt đơn nào, 1 phút nữa để chuyển mã nha. 1 phút nữa thì em sẽ đổi sang mã nha, 1 phút nữa để em chuyển mã khác nha. Rồi hồng đậm hồng nhạt nha, rồi nhanh tay nào. Cho cái hồng nhạt mai nhận được có không, vì ngày kia về quê rồi. Chị Hoài Sửu ơi chị ở đâu ạ? Thì em chị ở ngay nội chính quận nội thành Hà Nội nhá. Ngày mai em đảm bảo ship luôn. Còn nếu chị không phải ở ngoại thành không phải là nội thành Hà Nội thì em cũng bó tay nhá. Cho xem lại hàng Adidas. Ok cho xem lại hàng Adidas. Đây cho xem luôn. Ok Adidas của nhà em đây. Ok hàng hai lớp nhá. Mai nhớ gì điện thoại không lại là của người khác ấy. Các chị ơi nhanh tay nhà Mai, ai mà đặt hàng của em
phải nhớ chú ý điện thoại nhá, không thì hàng sẽ của người khác nha. Đây Adidas đây rất đẹp luôn, cả cánh tay đều của Adidas cho các chị luôn, tất cả Adidas nha, cực đẹp luôn. Rồi nhanh tay nào, ở Mễ Trì ok, Mễ Trì ngày mai cho đơn cho chị ở ngoài xưởng luôn nha. Mễ Trì ở Mỹ Đình ok cho đơn luôn nha. Rồi bao nhiêu tiền vậy em bạn ơi? Ok này, 130.000 thôi, giá sao con là 130.000 A2 nha. Rồi A2 giá sao con là 130.000 nào. Rồi nhanh tay em chuyển mã nha. Rồi xong chưa, để em chuyển mã đây, em chuyển mã nha. Rồi ok, chuyển mã sang một áo phao cuối cùng nha. Rồi áo phao cuối cùng mẫu của ngày hôm nay đó là A3 các chị nha. Rồi A3 nào, A3 nha. A3 đấy là phao con ong các chị nhá. Đây màu đỏ này, A3 màu kem và màu hồng vân các chị nhá. Đây em chỉ còn có Adidas có màu đen không? Adidas có màu đen nha, chỉ còn có hai cái màu đen. Adidas ai thích màu đen comment nhanh tay nào. Em chỉ có cũng chỉ còn có hai cái màu đen nha. Rồi Adidas mã là Adidas A1 nhá. Ok các chị ơi, đây em sẽ mặc, em sẽ quất thử con ong này. Các chị ơi, mã đây là mã A3 nhá. Thế con ong rất là đẹp luôn, rất là đơn giản nhưng mà cực đẹp nhá. Để em quất cho chị một xem. Các cho các chị xem nhá, mấy tiền. Con em xả chỉ có 130.000 thôi, 130.000 toàn bộ nhá. Adidas có những màu gì? Có màu tím than này, có màu hồng với cả màu kem các chị nhá. Adidas màu đen A1 ok rồi nhá. Chị like cho sang à, cho xin luôn số điện thoại địa chỉ nhá. Cho xem màu hồng A3 ok, cho xem hồng A3. Đây hồng A3 đây nhá chị Hoa. Chị Hoài xử nhá, có thể mua luôn em xin luôn một lần nhá. 50kg mặc ok cho em nhá. Màu bạn đang cầm 63 thôi, trời ơi không 63kg không người nhá. Để mở chị ta. Ok các chị ơi nào, mình nhanh tay nào comment là A3 nha. Đây em cho các chị xem, đợi em một chút để em sẽ khoác nha. Đây A3 này, đây là màu hồng các chị nha. Màu hồng nhà, đây là màu hồng nhạt nhá, cực đẹp cực xinh luôn, mặc lên phong cực kỳ ok các chị nha. Rồi nhanh tay nào, cho xem lại Adidas, ok rồi các chị ơi nào. Các chị ơi, các chị xem kỹ giúp em nha, không các chị cứ xem nha. 60kg không vừa nha, 60kg không vừa đâu. Em chốt từ người 40 cân này tới 51kg quay đầu nhá. Đây chính là màu kem nha, màu kem cực đẹp luôn. Đây màu kem này cực kỳ xinh luôn các chị nhá, rất là xinh nhá, đẹp luôn nhá. Bao nhiêu tiền về em mà chị em, chị ơi em đang xả giá là 130.000 nhá. 130.000 thôi, ai thích Adidas thì comment là A2 nhá. A1 hay A2 nhỉ? A1 nhá các chị nhá, A1 nha. A1 cộng màu cộng số điện thoại đi chị giúp em nhá. Rồi chị Dương Hương ơi, 40kg. Chỉ cần vừa A1, A2 thì sẽ vừa A3 nhá. Tất cả cái này cùng form với nhau nhưng mà nó chỉ khác dáng nhau thôi các chị nhá, cùng form với nhau. Nó chỉ gọi là khác cái kiểu cách của các với cả họa tiết thôi nhá. 55kg không vừa nhá. Bao nhiêu tiền vậy bạn? 130.000 em đang xả kho nhá. Đây, em khoác màu đỏ này, màu đỏ em chỉ còn có 4 cái thôi. Các chị ơi nhanh tay nào ship về Bình Định bao nhiêu? 30.000 nhá, chị Mỹ Hạnh nhá. Ok là chị theo chung A1 màu trắng cho xin luôn số điện thoại địa chỉ nhá. Không phải là màu trắng đâu, đây là màu kem nhá, không phải màu trắng đâu. Phao không có phao ngũ nhá, đây là màu đỏ đâu này. Cái áo màu bên trong em mặc thì nó không hợp với màu đỏ đâu lắm nhá. Thì các chị ai thích màu đỏ đâu nhanh tay này. Suka ơi, cái gì màu hồng nhá? Phải comment rõ ràng giúp em. Xong là lớp bông hay nhỉ? Trời ơi, dĩ nhiên là phao phải lớp bông rồi các chị. Phao dĩ nhiên phải có bông nhá. Không có bông thì mặc làm sao được ạ? Đây là phao bông nhá. Phao bên trong có bông luôn các chị nhá. Rồi comment này, phao đây là phao Kenzo để mã A3 nhá. A3 phao con ong luôn. Ok chị ơi, nhanh tay nào. Đây là phao con ong nhá. Ok là Minh Bùi cho mình màu đỏ. Ok này, ok cho đơn cho chị đầu mùa Thúy Bùi nhá, Thúy Bùi nhá. Ok cho đơn cho chị luôn này. Ok rồi bây giờ em sẽ khoác thử sang màu gì? Màu hồng nhá. Ok em sẽ khoác thử màu sang màu hồng nhạt cho các chị nhá. Rồi em khoác thử cho các chị màu hồng nhạt luôn, cực đẹp và xinh nhá. A3 này kèm màu hồng nhạt, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Ai thích màu đỏ đô thì comment là A3 này, màu đỏ đô kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho đơn nhá. Rồi chị Khánh Khang ơi, không phải 59k đâu. Trời ơi, không phải 59k. 59k áo dạ thôi, không phải là ok này 59k. Ok đúng rồi, nhưng mà chơi medium thôi nhá chị Khánh Trang nhá. Rồi đây chính là màu đỏ đô, đây chính là màu hồng nhạt nhá. Màu hồng nhạt rất là đẹp nhá các chị ơi, đây là pha con ong nhá, rất đẹp luôn này. Ok chị Thùy Dương Vũ cho đơn rồi, thiếu đi chị của em này. Thấy mình không hỏi không trả lời. Ok anh Dương em có thấy nhá, nhưng hỏi lại em trả lời nhá. Cho em một cái bao nhiêu vậy? Ok chị Thái Phúc ơi, 130.000 nhá. Em đang xả kho là 130.000 nhá. Rồi nhanh tay nào. Ok A3 nhá, pha con ong này rất là đẹp luôn. A3 này, A3 kèm màu kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy luôn. Nào rất là đẹp các chị ơi, nhanh tay để em chuyển mã nhá. Rồi nhanh tay nào, cực đẹp luôn. Đây là màu hồng, hồng nhạt các chị nhá, cực đẹp cực xinh luôn. Nhất định em sẽ bớt cho mình một cái để em mặc các chị nhá, rất là đẹp rất xinh. Hoa này có ngược lại là rất là ống luôn các chị ạ, ngược lại là cực kỳ ống luôn nhá. Rồi em đảm bảo các chất liệu với giá cả các chị luôn nhá, không ai không nhà ai xả các chị với giá này đâu. Rồi này chị Quế bé ngoan là A3 màu hồng nhạt cho em xin luôn số điện thoại địa chỉ giúp em cho đơn cho chị Quách bé ngoan nha. Rồi các chị ơi 52kg ok mặc tạm cho em nha.
chị Thu Ben nha. Rồi có màu kem và màu đỏ đô ạ. Màu đỏ đô nha. Rồi có màu kem và màu đỏ đô. Ai thích màu nào nhanh tay comment nha. Rồi áo phao bao nhiêu? Em xả với giá là 130.000 nha chị Lát bà nha. 130.000 một chiếc áo phao của năm tôi rất đẹp nha. Áo phao ngày hôm nay em xả toàn bộ giá gốc với giá là 130.000 luôn nhá. 130.000 một chiếc thôi các chị nhanh tay nào. Comment là A3 kèm màu kèm số điện thoại để chị giúp em nhá. Em ở ngoại thành ở Hải Phòng, mình có ship không các chị ơi, yên tâm nhá Thu Trang nhá. Nhà em ship toàn quốc luôn đấy các chị yên tâm nhá. Ok khác phòng Thượng Lưu A3 màu ok màu kem ok chốt đơn này. Quỳnh Lê ơi chốt đơn cho chị rồi nhá, xin cho em xin địa chỉ nhá. Rồi Thắm Trương ơi chốt đơn rồi, điều địa chỉ của em nhá. À nếu mua thì giá thế nào bạn ơi? Rất là rẻ thôi, 130.000 nhá. Em đang xả với giá là 130.000 một cái thôi, đây là phao con ong nhá. Rồi mã là A3 này, kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. 55kg không vừa nhá, em chốt từ người 40 tới 51kg cái đầu cho em thôi ạ. Còn bên trên đó thì em sẽ không chốt nha, bên trên cân 51kg em không chốt nha. Rồi rất là đẹp này. Comment là A3 kèm màu kèm số điện thoại để chỉ giúp em nhá. 58kg trời ơi không vừa, 55 không vừa, làm sao 58 vừa đây ạ. Rồi đây là màu hồng phấn các chị nhá, hồng phấn lên phòng rất là đẹp luôn. Các chị ơi nhanh tay nào, A3 này hồng phấn kèm số điện thoại để chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy em chốt đơn cho chị luôn. Rồi Vân Anh Đặng chốt đơn cho chị Vân Anh Đặng nhá. Rồi A3 giá chia sẻ là 130.000 nha. 130.000 một cái thôi các chị nhá. Em xả toàn bộ áo phao với giá là 130 nha. Số lượng hàng còn cực kỳ ít nên là mình cố gắng nhanh tay nha. Mình cố gắng nhanh tay để sở hữu và dinh một em nó về với mình nhá. Rồi có thấy mình không? Ok em thấy tất cả các chị luôn, các chị yên tâm nha. Rồi A3 này kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Đây là màu kem này. Còn đây là màu đỏ đô, còn em đang mặc là màu hồng nhạt nha. Màu hồng nhạt lên phong nhìn đơn giản thôi nhưng mà lên phong cực đẹp cực yêu. Cái màu nó rất là nhã nhặn, rất là dễ mặc các chị nhá. Rồi rất là đẹp, rất xinh này. Các chị có thể nhìn thấy em mặc nhá. À mình kết hợp với quần áo đơn giản thôi. À mình có thể mặc cả thêm cả váy, mình có thể khoác ra đi xe máy hay đi đâu mình có thể mặc ok cho em nhá. Rồi đơn giản nhưng mà ấm lắm các chị ạ. Các chị ơi em thấy các chị nhá, nên các chị yên tâm, các chị không cần phải hỏi em mà thấy không nhá, em thấy tất cả các chị luôn. Rồi các chị ơi nhanh tay nào comment là A3 nhá. A3 comment nha, có comment nha, cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ của em này. Lê Hương Lan ok chốt đơn cho A1 màu kem. Thiếu địa chỉ của em nhá chị Lê Hương Lan nhá. Các chị ơi tất cả các chị chốt đơn của em, các chị phải cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Phải có đầy đủ số điện thoại địa chỉ em chốt đơn nhá. Chị Ánh Dương ở ship về Thạch Thất Hà Nội bao nhiêu? 30.000 nhá. À ok rồi chị Hà Xỉu ở Hoài Xỉu em cho đơn từ bên trên rồi nha. Ok rồi chị Hà Mai cho đơn chị nha. Rồi tại chị Sang Sang ơi em cho đơn chị Sang Sang rồi nha. Các chị ơi các chị cho đơn, các chị không cho em địa chỉ thì em cũng không cho đơn cho các chị đâu nha. Các chị cho đơn của em các chị phải cho em đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha. Chị Hương Võ ơi em cho đơn chị Hương Võ rồi nha. A3 màu kem này cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ cho em này. A3 màu đỏ đô cộng số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Còn A3 màu hồng nhạt kèm số điện thoại địa chỉ cho em này. Em đặt mãi không thấy trả lời, ok đừng khóc nhé ơi, không phải là không trả lời nhá. Mà căn bản là nó không hiển thị comment lên để em không trả lời được nha. Nhưng các chị phải thông cảm nhá. Các chị chỉ cần để lại cho em đầy đủ số điện thoại và địa chỉ em sẽ chốt đơn hết cho các chị nhá. Máy tính sẽ tự lọc ra chốt đơn nha. Thảo Ngọc ơi em chốt đơn chị rồi nhưng mà thiếu địa chỉ của em nha. Chốt chị chưa ok, Trần Hương em xong rồi nhá. Em có bán áo nào hợp với chân váy bò không? Ok, áo nhũ đây, áo nhũ hợp với chân váy bò, rất là hợp với chân váy bò đây các chị nhá. Các chị có thể xem lại cái livestream của tối hôm kia nhá. Thì em có mặc áo nhũ với chân váy bò các chị nhá. Các chị có thể nhìn nhá, một chiếc áo nhũ đơn giản thì nó cực kỳ như này thôi. À, một lát nữa thì em cũng sẽ, em còn có 2-3 cái áo nhũ thôi thì em sẽ xả luôn các chị nhá. Em mỗi mẫu em chỉ có 1-2 cái thôi nhá. À ok, chị Hiệp Nguyễn ơi em chốt đơn cho chị nhá. À giá bao nhiêu bạn ơi? Ok là 130.000 nha. Em cho là em xả phao với giá là 130.000 nha. Rất đẹp luôn này. Ok là chị Nguyễn Thị Liễu. Ok cho đơn cho chị Nguyễn Thị Liễu luôn nhá. Rồi này ok chị Vóc Ngốc Ngô à. Chị Vóc Ngô ơi ngố à. Em cho đơn cho chị rồi nha. Các chị ơi em nhắc lại này. Các chị ơi hiện tại là hơn 1.000 người comment nhá. Thành ra cái điện thoại nhà em chỉ có bớt cho một em một chút từ này để em trả lời các chị thôi. Ai mà em vẫn chưa trả lời, ai mà em không chốt đơn được, ai mà em không gọi tên được nhá. Thì các chị hết sức thông cảm cho em. Các chị chỉ cần để lại đầy đủ số điện thoại địa chỉ cho em thì máy tính bên em nó sẽ tự động chốt đơn với chị nhá. Máy tính bên em sẽ tự động chốt đơn và em sẽ gọi điện cho tất cả các chị nên các chị yên tâm này. Ok Hoài Sử ơi em nhìn thấy địa chỉ rồi nhá. Rồi đừng khóc nhé ơi em chốt đơn rồi nhá. Rồi này chị Hoàng Sắn ơi chốt đơn thiếu địa chỉ của em đây chị Hoàng Sắn nhá. Rồi Ngọc Trần ơi chốt đơn thiếu địa chỉ của em nha chị Ngọc Trần nha. Các chị ơi các chị chốt đơn của em các chị phải cho em đầy đủ địa chỉ nhá. Không có địa chỉ là em rất là khó chốt đơn nha. Phải có đầy đủ số điện thoại và địa chỉ em chốt đơn nha. Mà
đừng quên cảm ơn đấy các chị nhá, phải có tất cả về đầy đủ nha. V37 đỏ đô của em hôm qua rồi gọi nhờ, không biết các chị ơi, chị Quyền Linh ơi, có cái gì thắc mắc nha, chị các chị có thể gọi điện số hotline bên em hỏi để hỏi cho em nha. Còn trên livestream em chỉ cho đơn hàng có cách thôi nhá. Còn các chị hỏi cái gì thông tin muốn biết cái gì các chị có thể hỏi số hotline bên em nhá. Các bạn ấy ngồi máy tính thì các bạn ấy có thể trả lời hết cho tất cả các chị luôn nha. Rồi này, mình cao 1m57 chị ơi không vừa nhá, chị tương lai thiên bình nhá. Rồi các chị ơi nhanh tay nào không có A3 có mũ nhá, không có A, các chị ơi nhanh tay nào chốt A2 là A3 nào để em chuyển mẫu nào. A3 kèm màu kèm số điện thoại chị giúp em nhá. Giá kho với giá là 130.000 nhá. Các chị vui lòng nhớ chia sẻ cho em một phát. Các chị ơi nào A3 kèm màu kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Hàng pha nơi em chốt đơn mà thiếu địa chỉ của em chị hàng pha nhá. Rồi A3 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em ạ. Comment rõ ràng như vậy cho đơn nha. Rồi nhanh tay để em sang một cái mã kaki cực đẹp nha. Rồi nhanh tay đi để em sang xả một cái mã kaki cực đẹp luôn nha. Kaki này em cũng chỉ chốt từng người nho nhỏ thôi. Không à. Các chị ơi nhanh tay nào A3 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho đơn. Không chưa nhiều đâu, chị. Ở dưới nhà. Rồi comment là A3 này, A3 này, Forgetto, con ong này có ai chốt được không để em chuyển mã nào. Nhanh tay nào, con ong này có ai chốt được không để nhanh tay để em chuyển mã nào. A3 này kèm màu kèm số điện thoại đi chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho đơn nha. À, Quách Lan Thị ok chốt đơn chị rồi nhá. Hương Nguyễn Thị ơi chốt đơn rồi, thiếu địa chỉ của em nhá, chị Hương Nguyễn Thị nhá. Các chị ơi, các chị chốt cho em, các chị phải cho em đầy đủ địa chỉ nhá. Không có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại địa chỉ thì em không chốt được đâu các chị ạ. Các chị phải cho em đầy đủ nhá. Rồi này chị Tiểu Bang Tuyết Tuyết ok cho đơn cho chị rồi nhá, chị Tiểu Bang Tuyết Tuyết nha. Rồi nhanh tay comment là A3 kèm màu kèm số điện thoại đi chị giúp em nha. À, Nguyễn Hồng Lê em cho đơn cho chị nhá, bao nhiêu 130.000 một cái nha. Em đang xả kho đầu chỉ có 130.000 một cái thôi, mã là A3 các chị nhá. A3 này em sẽ nhắc, em sẽ dơ lại một lần nữa cho tất cả các mã các chị xem nha. Rồi đây là phao Kenzo mã là A2 các chị nha. Phao Kenzo mã là A2 này, đằng sau có thêm một cái dấu rất đẹp này. Thu Trang ơi cho đơn rồi nha, nhưng mà thiếu địa chỉ của em này. Hoàng Linh ơi cho đơn thiếu địa chỉ của em nha. Sao không thấy nói gì. Hưng Võ ơi ok nếu mà cho đơn để lại cho em đầy đủ số điện thoại địa chỉ chốt đơn nha. Còn hỏi gì hỏi luôn em trả lời nhá. Thấy mình không đọc tên đi. Ok chị Thơm Trần em có thấy chị nha. Ok đây là pha Kenzo mã là A2 này. Ai thích Kenzo thì comment là A2 có màu hồng đậm hồng nhạt nhá. Còn đây là màu, đây là pha Kenzo đây là Adidas nhá. Đây Adidas em thấy có cho các chị xem này. Đây là Adidas mã là A1 nhá. Ai thích Adidas thì comment là A1 nhá. Kem màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Có màu kem và màu hồng các chị nhá, hồng đậm rất là đẹp luôn. Cho mình xem bên trong. Ok cho xem bên trong luôn ạ. Không có ngần ngại gì mà không cho xem nha. Đây rất là đẹp luôn nhá. Và bên trong một lớp bông rất là ok luôn các chị nhá. Cực kỳ ok luôn, mặc rất là ấm các chị nhá. Rồi bao nhiêu bạn? Ok là 130.000 thôi, em xả toàn bộ nha. Tất cả có bao dáng nhá. A1 là phao Adidas, A2 là phao Kenzo các chị nhá, có thêm con hổ đằng sau. Còn A3 là phao con ong các chị nhá, phao con ong rất là đẹp luôn này. Phao chám con ong rất là đẹp nhá. Ok, em có thấy nhá chị Hoa Sứ Đà Nẵng nhá. Rồi trên 60kg không vừa nhá, em chỉ chốt được người 51kg thôi. Ok các chị ơi, mình nhanh tay để em chốt xong một cái mã kaki đẹp nhá. Rồi ok, em 1 phút nữa em chốt mã phao con ong đây nhá. Rồi có màu kem với cả màu đỏ đô, ai thích màu đỏ nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Rồi còn bây giờ nào, một phút nữa em đứng đây, một phút nữa để em chốt sang mã khác nha. Rồi A2 nào, các chị ơi, ai chốt A2 không nhanh tay nào. A2 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy em cho đơn cho tất cả chị luôn nhá. Comment rõ ràng như vậy cho đơn nha. Hải Yến ơi, 42kg mà ok cho em Hải Yến nhá. Nguyễn Trang ơi, chốt A1 cho chị Nguyễn Trang, thiếu địa chỉ của em Nguyễn Trang nha. Gia Linh ơi, chốt đơn cho Gia Linh rồi nhá, màu mặc luôn. Ok rồi, Gia Linh nha, màu mặc luôn nhá, đây là màu hồng nhạt nha. Hồng nhạt rất là đẹp luôn nhá. Rồi cho em địa chỉ luôn Gia Linh nhá. Rồi chị Nguyễn Trang với cả chị Gia Linh cho em địa chỉ nhá. Comment là A3 này kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Rất là đẹp luôn. Không có cái áo nào cho người đứng bài các chị nhá. Rất là 47kg mà ok cho em nhá chị Lan Anh Dương Thị nhá. Rồi áo bao nhiêu tiền chị ơi? Chị Oanh Hà ơi giá chia sẻ là 130.000 nhá. Chị Ngọc Vân Nguyễn ok cho đơn chị luôn này. Ok, Trần Ngọc là A1 là 57kg mà vừa không vừa nhá. Rồi nhanh tay nào, chị ơi nhanh tay nào. Váy len đen bao nhiêu tiền? Chị Trần Thúy Nho, chị Trần Thị Thúy An nào. Váy V8 nhá, giá xả kho là 180.000 nhá. Chỉ có 180.000 một chiếc thôi các chị nhá, nên là nhanh tay nhá. Em đặt hồng, ok đặt hồng cho xin cái mã là A3 nhá. Kèm màu hồng, kèm số điện thoại chỉ giúp em nhá. À, có áo
cho người 45 không? Ok, áo này cho người 45 mặc được nhá chị Kim Trần nha. Kim Trần mặc được áo này cho em nha. Rồi nhanh tay comment là A3 này kèm màu, kèm số điện thoại chị cho em nha. Ok ok này chị Quách bé ngoan ngoan là ok đã nhìn thấy địa chỉ rồi nha. Rồi ok bây giờ em sẽ chuyển sang mã này nha. Ok. Này, ok bây giờ em sẽ chuyển sang kaki các chị nha. Bây giờ em sẽ chuyển sang mặc kaki cho các chị xem nha. Rồi con ong mã bao nhiêu? Mã là A3 nha chị Hiền Nguyễn nha. Sao con ong mã là A3 nha. Và bây giờ em sẽ chuyển sang mã mới nha. Mã kaki rất là đẹp luôn. Kaki đơn giản thôi nhưng mà đẹp các chị nha. Mặc cực kỳ cá tính luôn. Mã chất cũng rất là ok các chị nha. Rồi trong miền Nam hay ngoài mặc đều mặc cái dáng này ok cho em nha. Rồi rất là đẹp luôn này. A Bảo Ngọc là cao 1m67 vừa không ngoài mặc là 50 chị ơi. 1m67 mặc 50 thì hơi ngắn một chút nha chị Bảo Ngọc nha. Bởi vì dáng chị hơi cao. Rồi mặc cũng giống em cũng chị cao hơn em 2 phân thôi chị Bảo Ngọc, chị Ngọc Bảo nhá. Rồi này 60kg không vừa nha. Rồi các chị ơi nhanh tay nào. Nhanh tay nha, chị ơi áo len suông. Không nhà em không có len suông nha, len suông nhà em hết rồi các chị nha. Rồi nhanh tay nào, đây em đang mặc mã là... Tiếp tục A lên. A mấy? A3, A4 nha, rồi em xả A4 nha. Mình nhận A3 rồi không thấy bạn, ok Hoàng Dung mặc cưới em cho đơn nha. Hỏi không trả lời, hỏi là em trả lời nha Kim Anh Nguyên nhá. Áo vàng em đang mặc bao nhiêu? Áo vàng em mặc áo không phải là áo vàng nha. Quỳnh Hoa ơi, chốt A3 rồi, thiếu địa chỉ của em nhá, Quỳnh Hoa nhá. Các chị ơi, các chị cho đơn cho em, các chị phải cho em đầy đủ địa chỉ nha. Đầm đen mặc có sai không? Hàng co giãn thoải mái cho em nha. Hàng co giãn thoải mái cho em từ 40 tới 60kg qua đầu trên, hàng chất loại 1 luôn nha. Hải Yến ơi, chốt đơn rồi nhá. Rồi ok, bây giờ em chuyển mã là A4 các chị nha. Rồi A4 em xả với bao nhiêu? Ok, A4 em đang xả với giá là 130.000 nha. Mã là kaki các chị nha. Kaki rất là đẹp luôn này. Đây các chị này. Chất kaki cực đẹp của xinh nha. Đây có hai túi trước này cực đẹp của xinh nha. Rồi Kim Big Kim em cho đơn cho chị Big Kim này. Ship về nên Nam Định bao nhiêu? 30.000 nhá. Chốt cho em A3 với. Ok, chị bé rượu cho đơn cho chị nha. Rồi chị cần để lại cho em đầy đủ số điện thoại địa chỉ em cho đơn nhá. Rồi này chị bán hàng Quyết Hoa này. Ok thôi rồi. Ok các chị ơi nhanh tay nha. Rồi nhanh tay nào. Ok cho một cái váy đen như kênh mặc ok nha chị Thơm nhớ Thơm Tuyết nhá. Comment là V8 kèm màu đen kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Áo trong em mặc có giá xả kho là 140.000 một đôi nha, em bán thứ hai cái trở lên nha. Rồi chị kia chị Huyền Kaka em cho đơn chị rồi nhá, nhưng mà thiếu địa chỉ của em này. Anh Dương ơi cho đơn cục của chị em cho đơn rồi, thiếu địa chỉ của em nha. Ship về Hải Dương bao nhiêu? Ship về Hải Dương là 30.000 nhá. Đầm đen canh mặc mã là V8, giá xả kho là 180.000 nha. 180.000 một chiếc nhá, rất là đẹp luôn. Rồi Bích Hồng ơi cho đơn nha. Các chị ơi bây giờ em chuyển sang A4 nha các chị nha. Rồi ai mà thích cái mã là A3 thì vẫn cứ cho đơn A3 cho em. Thì bây giờ em chuyển sang A4 nhá. Rồi chốt đơn chưa? Ok Lan Anh Dương Thị cho đơn rồi nha. 54kg ok, cái áo này 54kg không vừa nha. Em chỉ chốt từng người cũng như cái áo phao nha. Em chốt từng người từ 40 này tới 51kg quay đầu cho em nha. Ok chị Zen Linh Nguyễn ok cho đơn cho chị rồi nha. Đầm đen canh mặc bao nhiêu? V8 giá xả kho là 180.000 nha. V8 giá xả kho là 180.000 một cái thôi các chị nhá. Đây ạ, ok bây giờ em sẽ giới thiệu các chị mà là kaki nha các chị nhá. Kaki rất là đẹp luôn này, xả kho là 130.000 thôi. Chỉ có 130.000 một cái nhá. Em đang mặc vào màu xanh các chị nhá. Màu xanh rất là đẹp luôn, mã là A4 các chị nhá. Có màu xanh này, màu hồng phấn này. Đây là màu ghi các chị nhá. Đây là màu kem sữa rất đẹp luôn. Và đây là màu xanh gel nha, màu xanh gel cực đẹp luôn. Một lát nữa thì em sẽ mặc toàn màu bộ màu cho chị xem nhá. Rồi này, Phương Hằng ơi, em chốt đơn cho chị Phương Hằng, thiếu địa chỉ của em nha. Rồi ai thiếu địa chỉ cho em địa chỉ nhá. Gọi điện mới cho địa chỉ, không có địa chỉ là em không gọi điện nhá chị nha. Chị Huyền Kaka nhá, cho em luôn địa chỉ nhá. Ship hàng trước Tết là bạn dĩ nhiên rồi, em ship hàng trước Tết nha, các chị yên tâm nhá. Rồi này, chị Trần Thúy An ok, V8 màu đen cho ship luôn địa chỉ nhá, chị Trần Thúy An nhá. Rồi các chị ơi, mình nhanh tay em đang mặc vào V4 các chị nhá. Ai thích mã V4 này nhanh tay cho đơn các chị nhá. Rồi kaki cực đẹp luôn các chị nhá. Rồi này, ok các mình 60kg cho mình một áo giật đỏ. Các chị ơi nhanh tay nào mã là A4 các chị nha. A4 giá chia sẻ là 130.000 nha. Hàn Nguyên ơi 42kg mà ok cho em Hàn Nguyên nhá. Phạm Thảo Nguyên ơi chốt đơn rồi nhưng mà chưa nhìn thấy địa chỉ đâu chào Nguyên nha. Rồi váy lên xong lúc mã là V8 giá xà kho là 180.000 nha. Giá xà kho là 180.000 luôn. Rồi nhanh tay nào. Ok nhá chị Nga Hoàng Hội An em có thấy chị nha. Rồi A4 các chị ơi tập trung A4 giúp em nha. Rồi ai mà muốn chốt phao chám cho em thì vẫn cứ chốt thoải mái các mã cho em nhá. Còn bây giờ em đang giới thiệu sang áo kaki các chị nhá. Giá xả kho là 130.000 thôi. Cũng giống như áo các chị nhá. Size thì bao nhiêu bạn chị ơi?
cái áo này thì em không có size nha, hàng một size. Em chốt từ người 40kg tới 51kg quay đầu cho em nha. Rất là đẹp luôn. Rồi Trần Thị Thúy An em đã nhìn thấy địa chỉ nha. Rồi Hệ Huyền KK em đã nhìn thấy địa chỉ rồi nhá, rất là cảm ơn luôn. Rồi còn ai mà thích cái A4 này thì nhanh ra comment là A4 nha. A4 này kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy em chốt đơn luôn. Tổng cộng là có 4 màu nha. Có màu hồng này, màu xanh này, màu kem và màu xanh rêu nhá. À váy đen bao nhiêu? Váy đen mã là V8 giá cho con là 180.000 nha. Các chị ơi nha, like quần không nhé, không like quần năm sau nhé, em sẽ làm cho tất cả quần cho các chị xem nha. Còn bây giờ là cuối năm rồi, em hẹn tất cả các chị sẽ đến tới sang năm em sẽ like cho các chị xem nhá. Ok các chị ơi, chỉ cần để lại số điện thoại địa chỉ em chốt hết nha. Ship bao nhiêu? Ship nội thành Hà Nội là 20 và ngoài thành có tất cả tỉnh là 30 nha. Các chị ơi nhanh nhanh đây nào, comment là A4 nha. A4 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Comment rõ ràng như vậy em chốt đơn cho các chị luôn. Dáng lên phong rất đẹp rất xinh ạ. Dáng lên phong cực đẹp cực xinh luôn. Má là A4 nha. A4 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Dáng lên phong đẹp như thế này em xả vào cái giá là 130.000 thôi thì tại sao mình lại không mua đúng không ạ? Rồi chị Phương hàng chốt đơn rồi nha. Các chị ơi chỉ cần để lại đầy đủ số điện thoại địa chỉ em chốt hết các chị nhá. Rồi các chị ơi đừng hỏi em thấy không, em thấy tất nha. Áo bao nhiêu? 130.000 nhá. Rồi Mali ơi chốt đơn cho chị này. Khí Trang ơi chốt đơn cho chị nha. Rồi các chị ơi nhanh ngay nào, chuyển màu ra. Các chị ơi cứ bình tĩnh nhá, em ra từng mẫu một nha. Rồi này chị đồng xanh dương. Ok A1 màu tím rồi, chốt đơn cho chị nha. Rất cảm ơn luôn. Ship 2 cái cũng 30, đúng rồi. Kể cả ship 4 cái vẫn là 30.000 luôn các chị nha. Cho các chị ơi nhanh tay nào. Áo mấy lớp các chị ơi? Áo này một lớp các chị ạ. Kaki nó rất là dày rồi nên là nó chỉ có một lớp nha. Em với chị ok Mỹ Vàng ơi, nếu mà lấy thì comment là em là A4 kèm màu kèm số điện thoại chị nha em nha. Rồi màu xanh bộ đội này rất đẹp rất xinh luôn nha. Rồi nhanh tay A4 này. Ok này Duyên Phạm em chốt V8 với chị rồi nhá. Ok Hoàng Tiên là A3 hồng nhạt. Ok cho em xin luôn số điện thoại chị nhá, chị Hoàng Tiên nha. Rồi nhanh tay 5 phút nữa em đổi mẫu nào. 5 phút nữa em chuyển mẫu nhá. Rồi ai thích V4 nào nhanh tay nào. A4 nhanh tay cho đơn nào. A4 kèm màu kèm số điện thoại chị nha. Rồi chuyển áo nhũ đi bạn ơi, chị áo nhũ thì em không còn đâu. Bây giờ em sẽ dọn luôn các màu cho chị xem nha. Áo nhũ thì em chỉ còn ít thôi nhá. Nên em không chốt đâu nha, em chỉ chốt cho 1-2 chị thôi, không chốt được nhiều nhá. Rồi áo nhũ các chị ơi nhanh tay nào. Ok không ai thích áo 4 thì em chuyển mẫu nha. Rồi ok rồi chuyển mẫu nha. Chỉ còn 3 cái áo nhũ này chị nào mua thì mua. Ok áo nhũ này chỉ còn có 3, chỉ còn đây đây. Đây giờ đủ màu cho các chị xem. Đây áo nhũ tổng thể là em còn lần này nhá, áo nhũ kẻ tổng cộng là em còn có 5 cái nhá. Rồi này em còn một cái màu, ở đây là một cái màu đen này, một cái màu đen cổ tim nhá. À còn cả một cái màu vàng cổ tim. Ok một đôi cổ tim, một cái màu đen, một cái màu vàng, ai chốt không ạ? Rồi chị Hương Sơn Hương sớm mai ok chốt A4 màu hồng cho điên xin luôn để chị nhá. Rồi phao đi. Ok ai muốn mua phao thì vẫn cứ mua phao thôi ạ. Rồi em mặc chốt là lâu nhá. Rồi ai mà thích hỏi phao em lại dơ phao lên cho nhìn nha. Em lấy váy đen ok Mỹ Nga là V8 màu đen kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Rồi đây A17 nha. Rồi A17 ai thích cái A17 thì nhanh tay cho đơn nào. Em còn rồi là em còn hai cái áo nhũ này, một cái màu đen một cái màu vàng, ai lấy không ạ? Rồi ai lấy thì em chốt đơn nhanh nào. Có một cái màu đen màu vàng của tim nha. Rồi em thích cái váy canh mặc ok chốt đơn luôn V8 nha. Hoa Dương ơi màu đỏ ok em chốt cái áo này, em chốt hai cái trở lên nha. Hoàng Dương ơi em chốt đơn rồi, màu bộ đội ok cho em xin luôn để chỉ nhắc Hoàng Dương nha. Rồi nhanh tay nào. Ok còn màu đen màu vàng ai chốt không nhỉ? Mã là comment là A5 nha, comment là A5 đi. A5 nha, A5 kèm hai màu kèm số điện thoại chỉ cho em nhá. Cái này em ship được hai cái trở lên. Rồi một cái màu đen và một cái màu vàng nha. Rồi còn đây là em còn màu đỏ đô này, màu đỏ đô của cổ dáng tròn nhá. Màu hồng phấn này. Cổ tròn màu đỏ đô còn 3 cái nha, ai chốt nhanh tay nào. Màu hồng phấn cũng rất là đẹp này, màu hồng phấn cũng rất là đẹp nhá. Còn đây là màu cam. Màu cam cũng giống tương tự như màu em mặc bên trong nhá. Giống tương tự luôn, nó chỉ là khác hình thôi nha. Rồi nhanh tay nào, ai thích thì nhanh tay cho đơn nào. Màu đỏ này, màu hồng và màu cam nha, em chốt từ hai cái trở lên nha. Gọi là A5 kèm hai màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Em chỉ chốt cho mấy chị thôi là em chuyển mẫu nhá. Rồi nhanh tay nào, đây là áo nhũ nhá, 3 màu còn của em nha. Comment là A5 này kèm hai màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Có áo nào tự tin không nhỉ em? Tương đối có một số mẫu tự tin mà. Hoa Dương ơi em chốt hai cái trở lên, em không chốt một cái nha. Áo nhũ bao nhiêu tiền à? 140.000 một đôi nha, 140.000 một đôi thôi. Rồi Minh Nga ơi 180.000 nha, Minh Nga nha, đang xả nhá. Rồi nào ok nào, ok là chị
V5 bao nhiêu kín thì vừa, từ 40 tới 60 nhá. Vậy kênh mặc và mã là V8, giá sạc con là 180.000 nhá. Rồi Ánh Dương ơi, A5 màu cam rồi, ok màu đen, ok gộp đơn, chốt đơn cho Ánh Dương nhá, xin cảm ơn luôn. Mình muốn lấy cái cổ 3 phân, cái gì cổ 3 phân? V61 ok, V61 màu đen, số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. À chị Hoàng Dung nhá. Rồi à các chị ơi, nào nhanh tay áo phao đi, ok một lát nữa em các chị thích áo phao nào em cho các chị xem. Rồi Hương Kim ơi, cho đơn cho Hương Kim nhá. À hai màu, ok hai màu là màu gì chị Hương Kim ơi, cho em biết màu địa chỉ nhá. À bao nhiêu? 140.000 một đôi nha các chị ơi, nhanh tay nào. Áo phao bao nhiêu? 130.000 một cái áo phao nhá. Rồi có bao dáng luôn. Nào chốt cái đấy chưa? Ok này chị Tiêm Nguyễn, ok cho đơn cho chị này. Ok Tiên Thần, ok Tiên Thần, ok cho đơn cho chị luôn này. Không bảo dạ nha. Rồi các chị ơi nhanh tay nào, ok nào các chị ơi, cho A chốt là A5 nha, A5 kèm hai màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Rồi áo dạ dáng dài, ok ngày mai nha, áo phao dáng dài nhà em không có luôn. Ok đây em, đây là mẫu em mặc nha, đây là áo nhũ mẫu em mặc luôn nhá, cổ 3 phân không có cổ 3 phân nha. Rồi comment là A1 màu kem nhận chưa, ok rồi nha. Vũ Thị Thanh Ngọc, ok cho đơn chị nha. Comment là A6 đi. Đây A6 này, A6 nha, nó là A6 em mặc trên người nha. A6 đây là áo nhũ em mặc trên người nha. Rồi này chị nấm độc ơi, em cho đơn chị nấm độc rồi, thì chị của em nha. Chị ơi nhất vào đi đây. Đây cái màu cam em mặc có 3 cái nha. Rồi A thích thì nhanh tay nào. Cái mã lại tại em là A6 nhá. Chị Đàm Hồng Thúy ơi, em cho đơn chị này, ok nha. Rồi các chị ơi, màu kem em là màu cam nha, em mặc trên người mã là A6 nha. Ai thích cái mã A6 này nhanh tay cho đơn nha. Có màu kem hồng A1, ok hồng A1 cho xin luôn địa chỉ nha, chị Nguyệt Hồng Lệ nha. Rồi này các chị ơi nhanh tay này, em còn màu đen nha, màu đen 2 cái và màu cam 3 cái nhá. Ai chốt có 2 đơn thôi, ai chốt nhanh tay nào. Ok Phan Tiến Thăng anh sẽ ok Thu Nguyễn cho đơn này. Ok chị Nguyễn Thị Trâm, ok A chóng màu cam cho em xin luôn màu nữa, chốt từ 2 cái nha. Các chị ơi em chốt từ 2 cái trở lên, em ship từ 2 cái trở lên không ship một cái nhá. Chị Vũ Thanh Ngọc ơi cho em cái nữa nè. A6 bao nhiêu tiền cũng là 140.000 một đôi nhá, 140.000 một đôi. Còn 3 cái màu cam và 2 cái màu đen, 2 đơn thôi các chị ơi, chốt nhanh tay nào để em chuyển sang mã khác nha. Áo nhũ cái đang mặc, ok đúng rồi em đang mặc nha, em đang mặc luôn. Cổ cũng 3 phân nhá, cũng là 3 phân luôn. Bao nhiêu một cái, em ship từ 2 cái trở lên 160.000 một đôi nha. Rồi này chị Mỹ Vàng là A4 màu xanh, ok màu xanh ra trời đúng rồi. Em đang mặc đây cho em luôn để chị nhá, chị Mỹ Vàng nha. Cho em luôn địa chỉ nha, A4 này kèm màu kèm số điện thoại chỉ giúp em. Thấy không, ok Trần Quỳnh Liên thấy nha. Rồi các chị ơi nhanh tay để em chuyển sang một áo gió nha, áo gió cho cả nam và nữ mặc nha. Rồi Tiên Thủy ơi chốt đơn rồi nha, nhưng mà thiếu hai màu thì địa chỉ của em nha. Rồi con ai chốt được không, nhanh tay nào, em thấy hai đơn nữa là em sẽ kết thúc ở đây nhá, không là mai không hàng nha. Rồi anh lại áo phao đi chị, ok rồi em vừa mặc áo phao xong, ok rồi em mặc xong cái phao. Ok bây giờ em sẽ lại mặc lại áo phao Adidas cho các chị xem nha. Không biết nữa, thật tôi là lại như mà chết rồi. Ok rồi nha, áo lũ thôi em chốt ở đây nha. Rồi này chị Lê Hương Lan A4, ok cho đơn này. Ok bây giờ mình thấy các chị chốt này. A4 kèm bồ, ai thích A4 vẫn nhanh tay nha. Rồi ok A6 ship trung đơn, ok ship trung đơn nha. Rồi các chị ơi các chị vẫn cứ xem em để gộp trung đơn nha. Rồi ok bây giờ đây là phao các chị nha, đây là phao này nha. Gió. Đây là áo gió quên mất. Rồi nha, chị áo gió dành cho người tính năng nha. Chị Giang Thời, ok cho đơn chị Giang Thời rồi nha. Thiếu đi chị của em nha. Xả A5 cho em nha. Ok rồi, xả A5 Ánh Dương, xả A5 cho em. Rồi ok, đây là áo gió các chị nha. Áo gió là A7 nha. A7 em xả là bao nhiêu? 160.000 đô nha. A7 em xả là 160.000 đô nhá. Đây có tất cả màu này, có màu đen này, màu đỏ đô này. Tất cả em chỉ còn có size L thôi các chị nha, nên là em chốt cho người đảm bự một chút nha. Tất cả em chỉ còn size L thôi đây. Tuy nhiên các chị có nhìn thấy rõ không ạ? Em khoác cái màu đen này. Đây là cấp 3 các chị nha, cấp 3 với cả phi line nha. Cho mình áo A3 ok cho em, ok cho đơn cho chị rồi nha. A3 cho đơn cho chị rồi nha. Ok Dung Hoàng cho đơn cho Dung Hoàng này. Ok áo nhũ em đừng chốt ở đây nha. Các chị đừng chốt áo nhũ giúp em nha. Đây em sạch rồi. Áo nhũ em hết rồi nha. Đây em đang mặc cái dáng là A7 đấy các chị ơi. A7 màu đỏ. Các chị ơi em chốt từ chốt một đôi nha, em chốt một đôi nhá. Một đôi. Đây em chốt một đôi. Ok em chốt hai màu, em chốt hai màu một lớp nha. Em tức là cấp 3 thì còn 3 màu. Cấp 3 là còn 3 màu đấy. Đây em mới nói luôn với các chị. Rồi đây cấp 3 hiện tại cấp 3 là em có hai màu, em còn 3 màu nha. Rồi cấp 3 em còn màu đen này, áo phao nam bao nhiêu? 160.000 một đôi nha. Em ship hai cái trở lên nha. Em xả là 160.000 một đôi, bình thường là em bán 170 một chiếc nhá.
Nhưng mà ngày hôm nay thôi em sẽ trả là 160 nhiều đô nha. Rồi đây là màu đen này, hàng hai lớp của chị nha, hàng hai lớp rất là đẹp luôn, em bao giá bao chất nha. Rồi em ship từ hai cái trở lên là 160 nhiều đô nha. A6, ok em không chốt áo nhũ đây, em tạm vừa hết rồi nha các chị nha. Rồi 70kg mặc ô không vừa đâu, 65 cân xuống 65kg cái đầu cho em nha. A7 à, Thảo Nguyên ơi, A7 kèm số điện thoại địa chỉ cho em nha. Kèm hai màu và số điện thoại địa chỉ cho em nha. Hiện tại em còn màu, đây là màu ghi các chị nha. Màu ghi này, màu ghi sáng với cả đây là màu xanh rêu nha. Em đang mặc là màu đen, rất là đẹp luôn, rẻ thế. Dĩ nhiên rồi, em đã bảo là bán la lẻ rẻ như bán buôn nha các chị nhá, nên các chị yên tâm luôn nha. 160 nghìn một đôi nha, 160 nghìn một đôi. Em đảm bảo xưởng thì em làm ra thì dĩ nhiên là em may nha. Em bảo đảm bảo đẹp từ đường kim của chị luôn các chị nhá. 160 nghìn một đôi nhá. Cho mình A6, ok A6 em không cho đơn nha. A7 đỏ đen, ok A7 đỏ đen ngập đơn, ok anh Dương ơi cho đơn cho anh Dương nha. Nhưng mà đỏ, đỏ lên là chữ Fila nhá. Ok này chị Ngân Poca, ok cho đơn cho Ngân Poca rồi. A4 màu xanh cho em xin luôn để chị nha. Đây là cả nam cả nữ mặc được các chị nha, nên các chị đừng phải lo nha. Cái này là áo đôi, cả nam cả nữ đều mặc được, ok cho em nha. Rồi nào Kim, chị Kim Trần là A7 màu đen và màu xanh rêu cho chị. Ok Kim Trần ơi cho em xin luôn số điện thoại địa chỉ nha, để em cho đơn nha. Ok đây là màu đen rất là đẹp này, còn bây giờ em sẽ thay sang màu khác nha. Rất là đẹp các chị nhá. Rồi này chị Diễu Thảo, ok cho đơn rồi, hai đen, ok cho đơn cho chị luôn nhá. Chị cho em địa chỉ nha, chị Thảo Diệu nha. Linh Sa Trần là A7 màu đen màu xanh rêu, cho em xin luôn số điện thoại địa chỉ nha. Xe Nguyễn ơi cho xin luôn số điện thoại địa chỉ nhá. Váy canh mặc là V8 và chia sẻ là Fila có màu đen không các chị ơi. Fila chỉ còn mỗi một cái màu, một màu đỏ thôi. Fila còn duy nhất màu đỏ thôi, nếu mà ai muốn làm áo đôi cũng rất là hợp lý nha. Ai muốn mặc áo đôi rất là hợp lý nhá. Rồi đỏ đen, Kim Hương ơi đỏ đen cho em địa chỉ nhá. Kim Trần ơi cho em địa chỉ nhá. Em nhắc lại cho tất cả chị ạ, các chị ơi các chị chốt đơn của em nhá, các chị phải cho em đầy đủ số điện thoại địa chỉ em chốt đơn nhá. À cá tính cô nàng, ok cho đơn là cá tính cô nàng, ok em chốt đơn chị luôn nhá. Như chị như vậy mới là đầy đủ các chị nhá. Có size to không ấy, ok size rất là to đây. Em đang mặc các chị không nhìn thấy em mặc đang bơi trong áo không ạ? Các chị có nhìn thấy em đang bơi trong áo không? Rất là to luôn nhá. Đây là em đang mặc cho cỡ của nam đấy các chị ạ. Rồi chị Tân Lê, em chốt đơn cho chị Tân Lê rồi, thiếu địa chỉ của em nha. Rồi các chị ơi nào, nhanh tay nào. À 160k, đúng, 160.000 hai cái nhá, không phải là không nhiều đâu. 160.000 một đôi, một đôi tức là hai cái nhá. Em bán rất là rẻ luôn, các chị không tin nhưng mà nó là sự thật nhá, nó là sự thật đấy ạ. 160.000 một cái thôi nhá. Có 80.000 một cái thôi, hai cái là 160.000. Các chị không tin đâu nhưng mà nhà em chỉ còn có khoảng 30 cái thôi, nhà em xả cho hết thôi chứ không phải là xả đây là để bán lấy lãi nhá. Rồi Kim Trần ơi, em chốt đơn cho chị Kim Trần luôn. Rồi A7 nào, A7. À chị Bùi Thuyền ơi, comment cho em rõ mã đi ạ. Đỏ đen nhưng mà A7 nhá. A7 kèm hai màu, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em. Các chị ơi phải có địa chỉ em mới gửi nhá, không có địa chỉ là em không cho đơn đâu ạ. Rồi A7 này, A7 kèm hai màu, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em. Còn ai lấy áo Fila nhá? Còn ai lấy áo màu đỏ đâu này? Áo màu đỏ là áo Fila các chị nhá. Em nhắc lại này, áo màu đỏ là áo Fila nhá. Các chị lấy không, các chị em gửi hàng về các chị lại bảo là lệch tông thì em không ấy nữa nhá. Một cái là Kappa này, một cái là Fila các chị nhá, một cái là Fila, một cái là Kappa các chị đỏ để ý giúp em này. Hương Trần ơi cho đơn thiếu địa chỉ của em này. Chị chị Minh Duy Mai, ok cho đơn thiếu địa chỉ của em ạ. Rồi này chị Nguyễn Ngọc Điệp, ok hai cái màu đen A7, ok thiếu địa chỉ của em. Các chị ơi các chị phải có địa chỉ của em cho đơn nhá, không có địa chỉ là em không cho đơn đâu. Alpha có kilogram em 30kg mà từ 40 tới 51kg quay đầu cho em. Còn áo này từ 45 tới 65kg quay đầu cho em nha. Ok này Kimo. Ai biết được ạ. Tâm Thảo ơi cho đơn rồi thiếu địa chỉ của em nhá. 57kg mà ok cho em. Lâm Trang nha, mà ok cho em. Thấy chị thấy em không, ok chị suy tư suy tình, ok có thấy nhá. Áo phao không chị? Ok áo phao có nhá, nhưng mà like xong áo phao rồi. Ok một lát nữa thừa thời gian thì em lại bảo là áo phao nha. Rồi các chị ơi nhanh tay nào, áo gió em mặc là A7 nha. A7 kèm hai màu, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em. Có hai dáng nhá, một dáng là A Kappa và cả một dáng là Fila nha. Ai thích màu đỏ thì là Fila, còn ai thích các cái ba cái màu này của là Kappa nha. Ok này Hương Trần ơi, em đã nhìn thấy địa chỉ của chị Hương Trần nha. Rồi Bùi Thuyền ok cho đơn rồi, thiếu địa chỉ của em nha. Các chị ơi các chị cho em đầy đủ địa chỉ nhá. Tuổi lớn 57kg, 75 không vừa nha, chỉ có 65kg vừa thôi. Ok này chị Chu Thủy, em chốt đơn cho chị rồi nhá, để lại số điện thoại để chị chốt đơn này. Ok Đoàn Thủy ơi 64kg vừa cho em nhá. Chị áo da đen, làm gì có áo da đen, đây là gió đen ạ. Đây là áo gió đen nha. Rồi này chị Hoa Phượng Bùi, em chốt đơn cho chị nha. Em hai áo đó, đó. Ok hai áo Phương đỏ. Bảo ơi,
số điện thoại lịch sử với em nha. Em nhắc đi nhắc lại, đây là một cái villa này. Chị, villa chỉ có duy nhất màu đỏ nhá. Còn Kappa nha, Kappa chỉ có 3 màu, màu đen và màu kem và màu màu ghi nhá, và màu xanh rêu. Rồi Nguyễn Ngọc Điệp, ok đã nhìn thấy địa chỉ rồi này. À, cho xem áo trắng à, làm gì có cái áo trắng nào chị ơi. Đây là màu đây là màu ghi nhá, không phải là màu trắng đâu, đây là màu ghi các chị nhá. Đây là màu ghi sáng nha. Kế Nguyên ơi, em chốt đơn rồi, 65kg bảo ok cho em này. Thu Thảo ơi, em chốt đơn rồi, thiếu địa chỉ của em nha chị Thu Thảo nhá. Thu Thảo vẫn thiếu địa chỉ của em nha. À Mai Vui ơi, em chốt đơn rồi, thiếu địa chỉ của em, các chị ơi, các chị cho em địa chỉ đi ạ. Hải Nguyên Văn ơi, em chốt đơn, thiếu địa chỉ của em nha. Comment là A7 kèm 2 màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Từ 45 tới 65kg quay đầu cho em nhá. Rồi chị đặt bảo chốt đơn mà ok, và anh Đào Thị ok chốt đơn cho chị luôn nhá. À, chị Nhân Ngô Thành ok là phi là một cái villa, một cái Kappa ok như vậy mới chuẩn, nhưng mà vẫn thiếu số điện thoại địa chỉ của em nha. À, chị Nhân Ngô Thành vẫn thiếu số điện thoại địa chỉ của em thì em mới chốt nhá. Chị Thành Phương Định ok chốt đơn cho chị rồi nhưng mà thiếu địa chỉ của em nha. Chị Phương ơi, em chốt đơn cho chị rồi nhưng mà thiếu địa chỉ của em nhá. Villa hai cái đỏ ok chốt đơn, ok đã nhìn thấy địa chỉ rồi nha. À, váy len body đằng sau mã là V8, giá sạc kho là 180.000 nha. Bên trong em mặc kiểu gì thế? Chị ơi, áo nhũ nhà em chốt hết rồi. Tân Lê ơi, chốt đơn rồi nhá. Đã nhìn thấy địa chỉ rồi, xin cảm ơn nhá. Rồi comment là A7 nào. A7 kèm 2 màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Còn ai thích màu áo, ai thích đỏ đô của Fila thì comment thì chốt Fila cho em nhá. Rồi A7 Kappa màu đen màu rêu. Ok Hoàng Tiên ơi, thiếu địa chỉ của em nhá. Kiểu các không áo gió thì em chỉ còn hai kiểu này hết rồi. À, kiểu các công ok nhá chị ơi, em chỉ còn hai cái kiểu này thôi các chị nha. Đây là các chị nhanh tay nào, 160.000 một đôi nhá. Thế cho mình một cái nhé bạn, em ship từ hai cái trở lên nhá. Chị Nguyễn Thị Tuyết nha, em ship từ hai cái trở lên nhá. Nếu bên trên chị có đơn rồi chị lấy một ok cho em nha. Rồi các chị ơi nhanh tay nào. A comment là A7 đè kèm 2 màu kèm số điện thoại chỉ giúp em nha. À, có đỏ và đen không chị ơi? Em chỉ có hàng như này thôi, đen là đen trơn và đỏ thì là đỏ tuyền luôn các chị nhá. Một màu, chỉ có một màu thôi, không có nhiều màu nha. Rồi em đang mặc là Kappa các chị nhá, Kappa rất là đẹp luôn này. Ok chị Hà Tình Quê ok em chốt đơn cho chị Hà Tình Quê nhá, nhưng mà thiếu địa chỉ của em nhá chị Hà Tình Quê nhá. Rồi áo lưng mannequin mặc bao nhiêu? V8 giá sạc kho là 180.000 nhá. Chu Thủy ơi kèm 2 màu và địa chỉ giúp em nhá. À Chu Tình có đơn rồi, kèm địa chỉ giúp em này. Ok Hồng Nhung chốt đơn, Liên Trần ơi chốt đơn, thiếu số điện thoại địa chỉ của em nha chị Liên Trần nhá. Hồng Nhung ơi chốt đơn, thiếu địa chỉ của em này. À không có mẫu nhà em hiện tại váy bây giờ thì hết hàng rồi các chị ạ, nên là không có đâu. Nhà em còn một số mẫu nhá, nhà em chỉ còn một hai cái em mang ra xả nốt thôi chứ không còn nhiều đâu ạ. Rồi này A3 đỏ đô gộp đơn nha. Ok rồi Thu Nguyễn em chốt đơn cho chị nhá. Thu Thảo ơi chốt đơn rồi, hình như vẫn thiếu địa chỉ của em nha. Rồi A7 đỏ đô này, A7 đỏ đô Fila này. Còn đây là Kappa 3 màu nhá, ai thích màu nào chốt đơn cho em nha. Ai thích mặc áo đôi thì dinh luôn cho mình một đôi Fila về nha. Ai thích mặc cái áo mà màu đôi mà Kappa này cũng dinh một đôi luôn về cho em nhá. Rất cực đẹp, cực xinh luôn, mình không mặc thì phí nha. Rất đẹp mà lại cực kỳ ấm luôn các chị ạ, mà đơn giản mà rất là ấm nhá, hàng hai lớp nha. A3, A7 nhé, ok Ngọc Bích chốt đơn này. V8 màu đen cho xin luôn số điện thoại địa chỉ nha. Đặng Dương ơi chốt đơn thiếu địa chỉ của em này. Đồng Lê chốt đơn thiếu địa chỉ của em này. Thanh Dương ơi chốt đơn chị A2 Hồng Nhạt chốt đơn nha. Rồi chị Minh Duy Mai ok chốt đơn, đã nhìn thấy địa chỉ xin cảm ơn này. Giá bao nhiêu? 160.000 một đôi nhá. 160.000 một đôi, áo đỏ là Fila này. Còn Kappa là còn 3 màu nhá. Màu đen em mặc này, màu ghi sáng và màu xanh rêu nhá. Hoàng Linh ơi chốt đơn cho chị rồi, chị Hoàng Linh nhá, chị cứ yên tâm luôn. Các chị ơi các chị chỉ cần để lại cho em đầy đủ số điện thoại địa chỉ là em sẽ chốt hết cho các chị nhá, thì các chị yên tâm. Ok chị Thủy à, Chu Thủy em chốt đơn chị Chu Thủy nhá, xin cảm ơn luôn. Rồi địa chỉ cho rồi, ok chốt đơn này. À các chị ơi, chị Thảo Nguyên em chốt đơn rồi, thiếu địa chỉ của em chị Thảo Nguyên à. Chị các chị ơi, chị cho em địa chỉ đi, không em nói nhiều em lưu luôn đấy các chị ạ. À, cho em đầy đủ địa chỉ nhá. À có sai không chị ơi, cái này không có sai nha. Hiện tại nhà em đã còn mỗi size L nha. Hiện tại còn mỗi một size thôi các chị nhá. À, dành cho người từ 45 này, em mà 45kg nha. 45 cao 1m65 mà nặng 45kg nhá. Em mặc ok thì các chị mặc ok cho em nha. À, từ 45 tới 65kg về đầu cho em, cả nam cả nữ mặc ok nha. Ok A7 dồn đơ màu gel dồn ok. Đặng Trang cho đơn cho chị nha. Bao nhiêu? 160.000 một đôi nhá. Thanh Phương Định ok em cho, em đã nhìn thấy địa chỉ của chị em đã chốt nha. Chị Lê Đặng Thủy ok cho đơn cho chị áo đỏ. Chị ơi em ship được hai cái trở lên nhá chị Đặng Thủy nhá, Đặng Thủy nha. Em chốt từ hai cái trở lên nha, em không chốt một cái đâu nha.
Rồi nhanh tay nào. Ok cho ok chị Đoàn Hường, em chốt đơn rồi, thiếu địa chỉ của em nhá. Chu Thủy ơi, em chốt đơn cho chị nhá, chị Chu Thủy nhá. Rồi Đoàn Thắng ơi, A7 màu đỏ đô, em ship được hai cái nhá. A7 đỏ đô là đây là dáng phi la các chị nhá, các chị phi la. Em đang mặc là kappa nhá, còn đây là phi la. Ai thích cái dáng nào comment cho em nhá. Không ngày mai lại bảo là hai dáng phải giống nhau mới lấy thì em mệt lắm ạ. Rồi nhá. Bao nhiêu một cái? 160.000 một đôi nha Mi Hải nha, em ship được hai cái trở lên nhá. Ok, chị giảm cân rồi. 62 cân mặc được nhá chị nhá. Chị Lê, chị Hải, Nguyễn Văn nhá. Chị Diệu Ngọc ơi, em cho đơn thiệp với chị của em nhá. Cho mình xem váy đi. Ok, chị ơi, hôm nay không xả váy, em chỉ xả áo thôi nhá. Rồi chị Đồng Lê, em cho đơn chị Đồng Lê rồi nhá. Rồi chị Đồng Lê vẫn thiếu đi chị của em nhá, chị Đồng Lê nhá. V8 kèm màu kèm xòa kèm đi chị cho em ạ. Rồi chị Đồng Lê vẫn thiếu đi chị của em nhá. Rồi các chị ơi, nhanh tay là bao nhiêu? Mai Thắm ơi, 160.000 đô nhá. Toàn Thắng ơi, thiếu địa chỉ của em Toàn Thắng nhá, Toàn Thắng cho em địa chỉ đi ạ. À. Rồi A, đây là A7 này, A7 kèm màu, kèm số điện thoại chỉ giúp em nhá. Kèm hai màu, kèm số điện thoại chỉ giúp em nhá, comment rõ ràng như vậy cho đơn nhá. Rồi rất là đẹp, rất xinh. Áo len suông không? Không, nhà em không bao giờ bán áo len nhá, nhà em chỉ bán váy thôi. Còn với cả bán áo khoác thôi nhá, nhà em không bao giờ bán áo len. Cho mình xem áo dạ đi, các chị ơi, ngày mai nhá. Trưa ngày mai nhà em lại mang một bộ cuối cùng nữa. Có một bạn khác like thì bạn ấy sẽ giới thiệu dạ nhá. Còn hôm nay em chỉ xả những cái này thôi. Rồi này, tôi xin Nguyễn. Ok, cho đơn chị tôi xin Nguyễn nhá. Chất gì đó. Ok, chất này là gió, gió, gió. Đây là chất gió mà, các chị ơi, đây là em đang xả áo gió chất gió mà. Rồi Dương Hiếu ơi, em cho đơn chị Dương Hiếu nhá, xin cảm ơn luôn. Rồi các chị ơi, nhanh tay nào. Nhanh tay comment là A7 kèm hai màu kèm số điện thoại chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho đơn cho chị nhá. Các chị ơi, mình nhanh tay nào. Nhanh tay nào, áo này bao nhiêu tiền? 160.000 một đôi nha, 160.000 một đôi. Rồi nhanh tay để em chuyển sang mã nha. Nhanh tay để em chuyển mã khác nha. Cũng là một mã áo gió nữa, rất là xinh. Hàng vừa mới về xong. À em vừa mới tìm còn mấy bộ xong các chị nha. Em chốt nhanh cho mã đấy thôi nên là em chốt cũng chốt nhanh cái này nhá. Cho chị hai áo đỏ. Ok là chị lạnh mưa đông mùa đông. Cho em xin luôn số điện thoại của chị nhá. Chị lạnh mùa đông. Chị Đồng Lê ơi, em chốt đơn chị rồi nha. Rồi này chị giản thôi. Ok chị giản dân thời. Ok chốt đơn chị nha. Dân thời thiếu đi chị của em nha. Hoa Lương ơi, chốt đơn chị rồi nha. Hoa Lương thiếu đi chị. À ok rồi, đầy đủ rồi. Mẫu khác đi. Ok nha. Có thấy ok em thấy tất cả các chị luôn nha. Rồi Hồ Phượng ơi, em chốt đơn rồi nha. Ok bây giờ em chuyển mã nha. Ok bây giờ em chuyển mã rồi này. Ok bây giờ em mặc sang A8 của chị nha. Rồi em mặc A8 của chị nha. Đây bây hôm nay bây giờ em cho mặc A8 của chị luôn. Ô, cái này cũng còn có thôi. Còn nhiều món ở đây cũng có hàng rồi. Nhưng mà có đục đục. Áo mình mặc. Ok, em mặc áo gió A8 của chị nha. A8 của cái túi này các chị ơi, có lớp non nỉ bên trong này. Các chị ơi, A8 có lớp non nỉ bên trong nhá các chị nhá. A8 này em mặc A8 nhá. A8 là kẻ bubbery các chị nhá, kẻ bubbery. Ở trên ngực cũng có theo hình bubbery luôn các chị nhá. Rồi mặc cái này thì cũng là áo đôi. Đây cũng là áo đôi, em cũng xả từ hai cái trở lên nha. Bao nhiêu? À 250 giảm xuống còn 140. Để. Ôi giúp cái mình với rẻ các chị ạ. Rồi Thỏ Ngọc ơi, chốt đơn thiếu đi chỉ của em nha. A7 một cái xanh rêu không chốt nha, hai cái mình mới chốt nha. A1 màu kem lấy thêm A7. Ok rồi, màu đỏ nha, chốt đơn luôn. Ok các chị ơi, em đang mặc sang cái mã là A8 các chị nhá. Rồi ai thích A8 nhanh tay nào, ai thích A8 nhanh tay chốt đơn nha. A8 các chị nhá. A8 kèm đây có hai màu nha. Em đang mặc là màu đỏ các chị nhá. Đây là màu kem các chị nhá. Rồi ai thích dáng A8 này thì nhanh tay chốt đơn nha. Đây là màu A8 này. Kể là em giá xả kho là 140.000 nha. 140.000 một đôi thôi các chị nhá, nên là mình nhanh tay. 140.000 một đôi nha. Bao nhiêu ký thì vừa, từ 40 tới 60 kg. 65 thôi. 60 thôi. Từ 40 tới 60. Size L là 65. Nhà mình còn nhiều size L lắm. À ok à, từ 40 tới 65 nha. Từ 45 tới 65 kg quay đầu ok cho em nhá. Rồi rất là đẹp, rất xinh này. Ok A8 dồn đơn. Ok Tân Lê ơi, dồn đơn nhưng mà A8 dồn đơn lấy màu gì ạ? À? Rồi chị Hằng Đinh Thị ơi, do comment rõ mã giúp em. A8 kèm màu kèm số điện thoại chỉ giúp em. Ai dồn đơn thì comment là A8 cho em không thôi nha. Rồi A8 của chị nha. A7 cho đơn nhé. Ok rồi nhá, chị Diệu Ngọc cho đơn từ vừa nãy rồi nha. A8 màu kem rồi thơm lên dồn đơn này. Các chị ơi, ai mà dồn đơn comment cho em một cái nữa nha. Chiếc phải bán nha. Ok này chị Điên Nguyễn, ok cho đơn. Có đơn thì dồn mà không đơn được cả hai cái. Nếu chị nào mà đã có đơn rồi nhá thì em sẽ dồn đơn cho chị được. Còn nếu mà chị nào chưa có đơn thì em sẽ ship hai cái trở lên nha. Rồi này chị Hà, chị Thị
thiếu địa chỉ của em, thiếu màu thì địa chỉ của em nha. A8 kèm màu kèm số điện thoại chỉ đến giúp em này. Chị vô hình ok chị người à, chị vô hình ok, chị vô hình à, ok cho đơn cho chị luôn, thiếu địa chỉ của em nha. Các chị ơi, các chị thiếu địa chỉ của em, các chị phải cho em địa chỉ nhá. Không cho địa chỉ là em không cho đơn nha. Rồi các chị ơi, nhanh tay nào, màu kem rồi, ok màu đỏ nhá. Chị Lan Thu ơi, màu đỏ cho em xin luôn số điện thoại này. Chị Mỹ Phương ơi, em cho đơn cho chị Mỹ Phương rồi này. À chị lấy một một cái, ok lấy một cái nhá. Chị Như Tri Ân này, lấy một cái thì comment luôn cho em A8 kèm màu nha. Rồi màu đỏ đâu em ơi? Hai cái chứ. Các chị ơi này, ai em đã nói là ai mà có đơn rồi thì em sẽ bán một cái, mà ai không có đơn thì em sẽ bán hai cái nha. Tại vì giả lỗ 4 giờ từ 250 và xuống còn có 140, lỗ nhiều quá rồi. Em đang nói, em sẽ nói luôn nha, em ship từ hai cái cho lên, em không ship một cái nữa các chị nha, bởi vì hàng không còn nhiều đâu nên là em cũng không ship một cái nữa nhá. Em ship từ hai cái cho lên em mới bán nha. Rồi các chị ơi này, em ship từ hai cái nha. Từ bây giờ bắt đầu là A7 A8 em ship từ hai cái nha. Rồi em mặc bộ kem A8 kèm hai màu kèm số điện thoại địa chỉ cho em nha. Còn có cả màu tím than nữa, nhưng mà tím than em cũng còn ít thôi, không còn nhiều đâu ạ. Nên là ai mà lấy màu tím than nhanh tay nha. Rồi chị Johnny Nguyễn, ok cho đơn cho chị luôn nha. Rồi nhanh tay A8 này, A8 kèm hai màu nhá. Nam 65kg vừa nhá, chị Như Chiên nha, vừa ok cho em, 1m55 vừa nhá. Rồi các chị ơi, rất là đẹp này. Đây là áo của Nam, như thể ra hơi rộng nhưng mà em vẫn mặc được, các chị cũng mặc được luôn nha. Hai cái nhiêu tiền, 140.000 một đôi nhá. 140.000 một cái. 140.000 một cái. Dạ mẹ ơi. Dần 250. 100 em bán là 140.000 một cái nhá. Đó là nếu hai cái là 280.000 nha. Ok rồi chị Ngọc, Ngọc Thảo ơi em cho đơn này. Các chị ơi này, không phải là 140.000 một đôi đâu, em nhầm nha. 140.000 một cái nhá. Hai cái là 280.000 nha. Hai cái là 280.000 các chị nha. Nên các chị để định hình lại giúp em nha. Rồi nào các chị ơi, đây là 140.000 một cái nha. Em ship từ hai cái cho lên nhá. Đó là 280.000 một đôi nha. 280.000 một đôi nhá các chị nha. Nên các chị được em xin lỗi nha, vừa nãy em nhầm một chút nha. Thanh Lưu ơi, màu màu gel A7 màu gel em ship từ hai cái nha Thanh Lưu nha. A7 em cũng ship hai cái mà A8 em cũng ship từ hai cái cho lên nha. Dạy cho em ok nha. A8 em bán với giá là 280.000 một đôi nhá. 280.000 một đôi luôn. Ở bên trong một lớp lót nỉ các chị nhá. Vừa nãy em nói ở bên trong lớp lót nỉ các chị nhá, một bên trong lớp lót nỉ luôn, rất là đẹp, rất là ấm các chị nhá. Rồi em ship từ hai cái trở lên nhá, giá chia sẻ là 280.000 một đôi. Em đang bán với giá là 250.000 một chiếc, bây giờ em bán với giá là 280.000 một đôi nha. Rồi chị ơi, rất là rẻ luôn, nhanh tay nào. Em mặc là màu kem nhá. À xem áo nam coi, ok áo nam lên, nam nữ để vào được, ok các chị nhá, cùng đều là một đôi nha. A7 bao nhiêu một đôi, 280.000 một đôi nhá chị Hạnh Đoàn nhá. 280.000 một đôi, váy mannequin mặc là V8 nhá. À, V8 màu đen, giá chia sẻ là 3100 ạ. À đây là bộ V67 nhá. V67 giá chia sẻ là 380.000 nhá. Em chỉ còn có hai bộ thôi, em sẽ xả nốt các nhá. Em chỉ còn hai bộ thôi nên là em xả nốt nha, hai bộ GS, ai mặc được GS thì lấy luôn cho em nhá. Rồi xả kho là 380.000 nhá. Rồi nhanh tay nào. Còn áo gió Bubba đi nhá, em xả với giá là 180.000 một cái và hai cái là 140.000 một cái. Ừ nhà 140.000 một cái, hai cái là 280.000 nha. 280.000 một đôi các chị nha, rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Rồi nhanh tay nào. Các chị ơi nhanh tay nào. Ok tất cái là không nào. Ok các chị ơi nhanh tay nào. Ok các chị ơi nhanh tay để em xả bomber nha. Ai thích bomber không các chị ơi, để nhanh tay để em xả bomber đi ạ. Rồi còn ai chốt má này được không ạ? A7 là bao nhiêu một đôi? A7 là 160.000 một đôi. Còn cái này là 280.000 một đôi nha. A7 là 160.000, còn A8 là 280.000 nhá. Rồi này chị Xôi Chiên là lấy hai cái A7, ok cho đơn thiếu địa chỉ của em này. Alpha đi chị, ok một lát nữa em lấy Alpha nhá. Đúng rồi em đang bị nhiều đấy các chị, em nói nhiều quá em đang bị chịu. Rồi xếp đằng sau bao nhiêu? Chị Liên Lê ơi xếp đằng sau là V67 nhá, giá xả kho là 380.000 chị nhá. Đó là chất là giả các chị nhá, rất là đẹp luôn. Mình lấy nguyên áo bạn có bán không? Không. Em lấy em ship từ hai cái trở lên nha chị Quan Trần nha, em cũng ship một cái nha. Ok bây giờ em chuyển sang luôn áo bomber nha. Không có màu à? Không biết, chắc là còn. Ok bây giờ em chuyển sang xả bomber đây, bao nhiêu cả? Bomber 80.000 một cái. Ôi trời ơi, lại là 160.000 đôi. Ok bomber em xả luôn nha. Rồi này chị Hạnh Đoan, ok cho đơn đỏ đen rồi nhưng mà thiếu địa chỉ của em nha. Rồi này Sinh Mà Nhiêu, ok chị Nguyễn Thế ơi, A8 nhá, giá xả kho là 280.000 nha. Rồi bây giờ em xả sang cái mã A9 các chị nha.
A9 các chị nhá. A9 là áo bomber các chị nhá. Áo bomber em trả là 160.000 đô nha. Áo này là áo đô luôn các chị nhá. Rồi, đây là bomber này. Bomber như chắc là chắc hẳn là ai cũng biết rồi các chị nhá. 2 size M rồi nha. Ok, đây bomber các chị ơi, rất là đẹp này. Trên cánh tay này. Rất đẹp luôn, hàng mới tinh luôn các chị nhá. Hàng mới tinh luôn. Em còn một chút em trả nốt nha. Rồi mình nhớ chị lấy A7. Ok rồi nhá các chị ơi, chỉ cần chốt đơn cho em chốt đơn nha. Rồi các chị ơi, A9 nào. Ok này. Chị Thanh Thúy Đạo, A9 kèm luôn hả? Kèm luôn số điện thoại địa chỉ giúp em nha. A9 em ship từ 2 cái trở lên các chị nhá. Đây là áo bomber. Bomber mã là A9 nha. A9 kèm 2 màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em ạ. Rồi chị Hồng Thu, ok em đã nhìn thấy địa chỉ nha. Rồi A17, A8 mà vào đỏ đô địa chỉ. Ok rồi nhá, chị Hà Thị Lương em cho đơn chị Hà Thị Lương nha. Hà Thị Lương thiếu địa chỉ của thiếu số điện thoại của em này. A4 có mấy màu? A4 em có 4 màu nhá. Có màu xanh này, màu kem, màu bộ xanh bộ đội này. Với cả màu da các chị nhá, rất đẹp luôn. Rồi các chị ơi nhanh tay nào. Ok A9, A3 đổi sang A9. Ok rồi nhá. Rồi này, V2 hồng. Chị ơi không phải là V2 mà đấy là mã gì V2 nhở. A2 nhá, A2 màu hồng nhá. Chị Trần Lan Anh nhá, chị cho em xin luôn địa chỉ nhá. Bomber có size mà chị, ok đúng rồi. Bomber có 2 size ML nhá. Rồi các chị ơi em bán với giá là 160.000 một đôi nhá. 160.000 một đôi bomber luôn, có 2 size ML cho nam và nữ nhá. Rất là đẹp luôn các chị nhá. Nam thì cũng từ 45 tới 65 nhá. Còn nữ cũng thì từ đây là mình. Nữ thì từ 40 cũng từ 42 này tới 60 kg mà ok cho em nhá. Mà ok cho em luôn nhá. A7 còn không? Ok, A7 vẫn còn. Chị nếu thích A7 vẫn chốt cho em bình thường nhá. Ai mà thích A7 vẫn có comment là A7 kèm 2 màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em này. Ok, sơ chiên nhớ chốt đơn cho chị. Ok, em sẽ nhớ nha. Các chị ơi, em nhắc lại này, các chị dặn em là nhớ chốt đơn cho các chị thì em sẽ dặn các chị là ngày mai nhớ nghe điện thoại giúp em nha. Các chị dặn em như vậy, em cũng dặn các chị như vậy nhá. Nghe điện thoại cho em thì em sẽ mới cho hàng đi nha. Ngày các chị chốt hàng trên line rồi, ngày mai em gọi điện lại một lần nữa nhá. Không nghe là em không chốt ạ. Rồi áo đang mặc bao nhiêu? 160.000 đô nha chị Thảo Nguyên nha. Rồi chị Nguyễn Thanh ơi, A9, ok A9 kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Rồi bomber có màu nào nữa không? Hiện tại là còn màu này thôi nha, em còn màu ghi thôi nha. Ngày mai em phát sinh thêm màu nào nữa thì em sẽ lục kho thì em sẽ like cho chị luôn. Rồi có hiện tại bây giờ còn màu nha. Đào Thị Thủy ơi, A72 màu giúp em. Mai chị Mai Trâm ơi, A7 giúp 2 màu giúp em. À vải gì vậy? Trời ơi vải này là vải kaki. Vải kaki thô nha, rất là đẹp luôn. Em đảm bảo luôn kaki thô, ai mặc bomber rồi thì biết nha. Vải kaki thô hàng hai lớp luôn nha. Có size ở chân cổ luôn nha, có size luôn. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, một đôi à? Đúng rồi, em bán thứ hai là em bán thứ một đôi nha. Ok, đổi A3 màu kem cho em. Ok rồi, Phương Hằng ơi, đổi A3 màu kem nha. Rồi các chị ơi, nhanh tay nào. Ai thích A9 nhanh tay nào. A9 kèm 2 màu, kèm 2 cả 2, kèm 1 đôi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. 160.000 một đôi thôi các chị nhá. Chỉ có ngày hôm nay thôi, trời ơi, còn ngày mai không bao giờ có cái giá này đâu. Em đảm bảo các chị nhá, các chị đi dọc cái chợ Ninh Hiệp này luôn nha. Đi dọc cái chợ Ninh Hiệp này hay đi hết các cái shop ở chung quanh Hà Nội này cũng không ai bán cho chị 160.000 một đôi đâu, nhá. Ok, yên tâm này. Ok, thì mai Trâm ơi chốt đơn này. Chị Phương Bích ơi chốt đơn thiếu địa chỉ của em này. Chị Nguyễn Hoa ơi em chốt đơn thiếu địa chỉ của em nha. Sửa ở đâu? 67 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội nhá. Có hộp rêu không? Trời ơi, riêng mà đã có hộp rêu nhá thì em bán với giá là 160.000 một chiếc chứ không phải là 160.000 đôi nha. Riêng mà còn đủ màu thì em sẽ bán với cái giá cực kỳ là 160.000 cho các chị luôn. Còn đây là em hết rồi thì em đang xả nhá. Đã, em đang gọi là xả, đã gọi là xả rồi thì cái xả cái giá cực rẻ, rẻ kinh khủng cho các chị luôn nhá. Chứ không phải là với giá đắt đâu. Đào Thị Thúy ơi, chốt đơn thiếu địa chỉ giúp em, thiếu địa chỉ của em này. Ok, chị Vân Anh Lê, ok chốt đơn cho Vân Anh Lê thiếu địa chỉ của em nhá. Rồi, 65kg mặc được nhá. Em lấy một áo size to, ok này. Ok, gộp đơn, ok, gộp đơn luôn. Rồi cái size lớn không, ok, size lớn là size nhất cho người 65kg nha. Cho chị một áo nữa ạ. A9, ok chưa, em ship từ một đôi nha. Em ship một đôi trở lên nha. Rồi, chị Anh Hoàng ơi, chốt đơn thiếu địa chỉ của em nha. Chị Anh Hoàng nhá. Cùng series, ok, chị Anh Hoàng này. Các chị ơi nè, các chị ơi, chốt đơn cho em. Các chị cho em địa chỉ nha. Áo nam bạn ơi, áo nam bạn ơi. Chị ơi đây là áo nữ cả nam đều mặc được nha. Cả nữ cả nam mặc được, em cũng mặc một chiếc. Mấy hôm nhận được vậy chị ơi, ngày mai nghe điện thoại cho em đi thì em sẽ nói là bao nhiêu hôm nhận được nhá. Các chị chỉ cần nghe điện thoại của em thì em sẽ báo cho chị là bao giờ nhận được. Còn các chị không nghe máy của em thì dĩ nhiên là các chị không bao giờ nhận được hàng nha. Rồi 70kg mặc được không? Không mặc được nhá chị Thảo Nguyên nha. À có màu gì hả em? Chị ơi em đã nói là có một màu thì em mới xả rồi nhá. Nếu như có nhiều màu thì em sẽ không xả đâu thì em sẽ để bán nhá.
75 kg em xin lỗi không mặc được ạ. 70 không mặc được thì làm sao 75 mặc được ạ. Rồi em chốt từ người mình là 65 kg mặc được nha. Rồi bomber các chị ơi, bomber này một mã cực xinh luôn nha. A9 nào. A9 kèm một đôi kèm số điện thoại để chị giúp em nha. A9 một đôi kèm số điện thoại để chị giúp em ship từ hai cái trở lên nha. Đây là đôi. Em ship từ hai cái một hai cái trở lên nha. Cho em xem một đôi áo nam 65 kg mặc được. Ok chị Hòa, chị Nguyễn Mỹ Hoài nha, mặc cái này ok cho em nha. Cái này em đang mặc là size M của nước, đây là size M nha. Size M đã rộng như thế này rồi, các chị tưởng tượng là size L thì nó sẽ to hơn như thế này nhá. A9 kèm một đôi kèm số điện thoại thì chị giúp em nha. Ok, hết mẫu rồi, không qua được nữa. Rồi, một áo A8 và một áo A9 size L. Ok rồi nha, chốt đơn nha chị Nguyễn Huyền Phạm nha, thiếu số điện thoại thì chị giúp em nha. 47 kg mà ok cho em có 45 thôi, chị 47 chị vẫn mặc được nha. Rồi này, 54 kg Lê Thảm bảo ok cho em này. Áo đằng sau bao nhiêu tiền? Bộ V, đây là V67 nha. Giá xả kho là 380.000 nha. 380.000 một chiếc thôi, rất là đẹp các chị nha. Rất là đẹp luôn, nên là nhanh tay nha. Có màu đen hay màu đỏ không em? Em các chị ơi, em đã nói là cái áo này nhà em của em chỉ còn một màu thôi, không còn nhiều màu nữa nha. Cái áo này của em chỉ còn một màu thôi, không còn nhiều màu để chọn nữa các chị nha. Rồi này, chị Dương Hiếu, em chốt đơn cho chị Dương Hiếu rồi nha. Một màu A7 màu đỏ, ok rồi chốt đơn này. Các chị ơi nhanh tay nào, có váy không? Không chị nha. Rồi Ngọc Thảo ơi, chốt đơn cho chị rồi nha. Một đôi size L, ok chốt đơn, thiếu đi chị của em nha. A9 size to nhất, ok cho em. Tân Lê cho em xin số điện thoại chị nha. Chị Ngọc Thảo cho em xin luôn số điện thoại chị. Cho em xin luôn địa chỉ nha. Rồi chị Thanh Thủy Giao, ok em chốt đơn rồi, thiếu đi chị của em nha. Rồi bao nhiêu? 160.000 một đôi nha. Ship Ninh Bình bao nhiêu? 30.000 nha chị Văn Anh Lê nha. Đổi A70A9 nhé, ok rồi. Dồn đơn, ok Tân Lê dồn đơn. Nặng 60 kg mà một người, ok mặc được một đôi cho em nhé. Chị Thu, chị Hồng Thu nha. Mặc một đôi được cho em nha. Ok này, A951, ok chị Thanh Thủy Đạo mặc ok cho em nhé. Áo dạ đi chị, ok rồi nhá. Chị Ninh Trảnh nhá, trưa ngày mai nha. Nhà em sẽ lại like tiếp nhá. Like cái đấy là có một bạn khác like cũng buổi cuối cùng luôn nha. Rồi màu đang mặc hỏi mãi. Chị nào lấy cái bộ này mặc đang mặc hỏi mãi không thấy trả lời. Ok, đang mặc là A9 nha. Chị nào lấy bộ này nữa không? Không. Hồ Phượng ơi, ok em chốt đơn cho chị rồi nha. Một đôi thiếu đi chỉ của em nha, chị Hồ Phượng nha. Rồi này ok chị Nguyệt Trần ơi, cho hai cái nhưng mà thiếu đi chỉ của em Nguyệt Trần nha. Huyền Phạm ơi, thiếu đi chỉ nha. Áo này bao nhiêu vậy? Áo bomber em mặc là 160.000 một đôi nhá, 160.000 một đôi thôi, rất là đẹp nha. Rồi này, A7 màu đen, A9 màu đen, ok rồi em chốt hai cái chị nha. A9 làm gì còn màu đen, chỉ có màu đen. Áo này không, cái khác hai cái. A9. Không, là chỉ cái khác bị A7. Thu Hồng số điện thoại, ok rồi, thiếu đi chị của em nhá, chị Thu Hồng nha. Cho mình một đôi áo A9. Chị ơi không có XL nha, chị Lê Thắm nha. Nhà em chỉ có M và L thôi, không có XL đâu ạ. A7 màu đen nha, ok rồi Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm ơi, A7 màu đen, ok chốt đơn nhé. Em ship hai cái trở lên cơ mà Mỹ Tâm, em không ship một cái nha. Rồi này, chị Ngọc Thảo ơi, đã nhìn thấy địa chỉ rồi nha, xin cảm ơn luôn. Áo giữ nhiệt bên trong, chị ơi hết rồi, chị Thủy Nguyễn nha, em xài hết rồi. Áo kẻ còn không em, áo kẻ nào chị ơi, áo kẻ nào ạ? V7 nha, V8 nhá. A8 có giá chia sẻ là 280.000 một đôi nha, 280.000 một đôi. Chưa chị nào chốt đúng rồi, không? Rồi. Thanh Tươi Định, ok em chốt đơn cho chị Thanh Tươi Định rồi nhá, nhưng mà bắt đầu là do em có sai là các chị cho nhiều lắm. Có áo dáng dài chân nhẹ không? Chị ơi không nha. Các chị ơi không có áo phao dáng dài đâu, nhà em chỉ có phao Kenzo lưng chừng tới người thôi nhá. Áo đôi bao nhiêu? Chị ơi 160.000 một đôi nha chị Nguyễn Trang nhá, 160.000 một đôi. Chất em đảm bảo không đẹp không lấy tiền của các chị luôn. Tất cả các giá nhà em xả đều không đẹp không lấy tiền nha các chị nha. Rồi các chị ơi nhanh tay nào, các chị ơi nhanh tay nào, có nhanh tay nào. A9 này, kèm màu kèm số điện thoại chị giúp em nhá. Kèm 2K2, kèm 2, kèm 1 đôi, kèm số điện thoại chị giúp em nha. Cho xem lại A7 đi, ok cho xem lại A7, em A7 là cái gì nhỉ? A7 là áo gió. Ok, A7 đây, cho xem là A7 đây. A7 là Fila với cả Kappa nha. Ok, rất là đẹp luôn. Đây, em cho các chị ngắm lại nhá. Em cho các chị ngắm lại áo gió luôn. Đây, áo gió đây ạ. Đây là một cái màu đỏ Fila nha, A7 nha. Rồi A9 màu đen không, A9 không có màu đen. Chị ơi, làm gì có màu đen mà chị lấy ạ. Rồi đây là A7 nha. A7 là áo gió Kappa nha. Kappa rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn này, có 3 màu nha. Có đây là Fila, có một màu đỏ nha.
cũng là áo đôi, cũng là 160.000 đôi nha, cũng bằng như cái áo này các chị nhá. 160.000 đôi luôn các chị nhá. Rồi nhanh tay nào. À đây là comment là A9 nha, A9 kèm một đôi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Trước ngày mai. Trước ngày mai nha, trước ngày mai thì nhà em like áo dạ thì các chị lại lên xem nha. Đây, em sẽ xả thêm một bộ sách nữa nha. Cái bộ sách này cực đẹp luôn các chị nhá. Mã là đây là V1 đi. Đây là V1 các chị nhá, chị đánh đồng đi chị ạ. V1 nha, V1 em xả giá 120.000. Em giả với giá là 120.000 các chị nhá. Kèm với cả áo giữ nhiệt ở bên trong này. Kèm áo giữ nhiệt và kèm một set váy các chị nhá. Set váy này là chất dạ các chị nhá, rất là xinh, rất là đẹp luôn này. Em giả với cái giá là 120.000 nha. Rồi các chị có rất là đẹp này. Giá xả kho chỉ có 120.000 thôi. Mã là V1 nha. V1 luôn này. Ok em chị Hạnh Đoan chốt đơn cho chị Hạnh Đoan nhá. Rồi còn ai thích cái mã này em có thể cho chị xem gần này. Đây là mã là V, đây là V1 các chị nhá. V1 giá xả kho là 120.000 một chiếc nha. Cái set này cũng đẹp luôn, kèm áo một cái áo giữ nhiệt nha, một áo giữ nhiệt và một chiếc một set dạng như này rất là đẹp nha, với giá xả kho là 120.000 nha. A7 60kg ok mặc được cho em nha. À bao nhiêu tiền một cái? 59 nhé. A9 không phải S9 đâu chị nhá. Em bán là 160.000 một đôi, em ship từ hai cái trở lên nha. À Bim Bim là 42kg mặc được không? Ok, 42 mặc bộ set này cũng được mà không mặc được cái áo bomber của em nha. À chốt mỏi mã một chiếc mà không được hả? Được không em? Chị ơi hỏi máy. Chị ơi em chốt từ hai cái trở lên nha chị Hương Nguyễn nha, em chốt từ hai cái trở lên, em không chốt một cái nhá. Ngô Thủy ơi A7 nhé, số điện thoại thiếu địa chỉ của em này. À chị Lê Thân là ok em chốt đơn rồi nhá, nhưng mà thiếu địa chỉ của em này. Chị Phượng Nguyễn ơi chốt đơn rồi các chị ơi. Cái gì màu đen ạ? A7 em không có màu đen. À A7 nhà em có màu đen nhưng mà em chốt từ hai cái trở lên nha. Hoàng Nguyễn ơi em chốt áo cho A7 cho chị rồi nha. Chị ơi chị chốt một lần cho em thôi, không phải chốt nhiều đâu, chỉ cần một lần thôi, em đã chốt cho chị rồi nhá. Rồi hôm nay các chị thích A7 thế. Hồ Phượng ok chốt đơn cho các chị rồi nha, chị Hồ Phượng nha. Rồi chị Linh Hải này A7 hai cái rồi ok rồi, size L, A9 size L rồi, cho em địa chỉ đi ạ. Thử lại cái này khác. Cho xem mẫu khác, mẫu khoác trước gì em hỏi muộn. Ok rồi, cho xem khoác trước luôn nhá. Đây em để cái con này ở đây cho các chị xem, mã là V và mã là V1 nhá. Có ai thích V1 không ạ? Rồi Phượng Ngót ơi, áo đỏ áo đó là thế nào, nhiêu tiền? À 160.000 đôi nhá. Đây là bomber nhá. Xem áo trong A9. Chị ơi xem áo trong A9, áo này của em hết rồi, áo này của em hết rồi nha. Em ok, bây giờ em khoác lại cái đây em khoác cái A4 cho các chị xem nha. A4 rồi khoác lại A4 nha. A4. Kaki là đúng, A4. Em khoác lại A4 nha. Rồi Thảo Nguyên ơi, em chốt đơn cho chị Thảo Nguyên nha. Chị Thảo Nguyên thiếu địa chỉ của em nha, một đỏ một đen rồi A7 một đỏ một đen. Cho em luôn địa chỉ nha, không có địa chỉ là không chốt đơn đâu ạ. Phải có địa chỉ em chốt đơn nha. Áo dạ còn không chị ơi, ngày trưa ngày mai nha. À 12 giờ. 12 giờ 30 nhá. Khoảng 12 giờ 20 thì em sẽ like dạ cho chị xem. Rồi chị Hà Ngô Đức, ok rồi chốt đơn thiếu địa chỉ của em nhá chị Hà Ngô Đức nha. Rồi nhanh tay nào, áo gió bao nhiêu vậy bạn? Áo gió là 160.000 một đôi nha. Mã là A7 các chị nha. À, chị Ninh Chảnh là A7 hai màu kèm số điện thoại chị giúp em đi ạ. Áo phao đi bạn, ok áo phao đi bạn. Trời ơi ok, một lát nữa mặc lại áo phao luôn nha. Mặc lại áo tất cả các cái mẫu phao. Ok bây giờ em mặc A4 nha. Rồi ai thích A4 không? Nhanh tay nào, A4 số lượng hàng rất có hạn nè. A4 kèm màu kèm số điện thoại thì chị giúp em đang mặc là màu hồng phấn nha. Hồng phấn rất là đẹp luôn, có cả màu xanh nè. Màu xanh như ban đầu em mặc màu xanh rồi nha. A4 nha, đây là màu xanh màu gọi là màu xanh biển nhá. Nhưng cái màu xanh này là màu xanh rất là đẹp, không phải là màu xanh biển nó rực rỡ đâu. Còn đây là màu bộ đội này, màu bộ đội rất là đẹp các chị nhá. Màu bộ đội cực kỳ sáng ra. Còn đây là màu kem, ai thích cái màu nào nhanh tay cho tôi nha. Em mặc sắc kia đi ạ. Chưa canh mặc cái sắc này rồi thì em không mặc đâu ạ. Một lát nữa mặc. Canh mặc rồi thì em không mặc đâu nhá. Em không mặc đâu ạ. Cái mã này là V1 nha. Ai thích cái mã này thì comment là V1 này, giá chia sẻ là 120.000 nha. Mã V1 kèm giá chia sẻ là 120.000. Ai thích thì nhanh tay nào. A7 bao nhiêu kg thì vừa? A7 từ 45 tới 65kg qua đầu cho em nha. Cho mình một cái cậu đang mặc với. Ok chị nhớ người Dương ơi, comment là A4 nha. A4 kèm màu hồng kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Chị nhớ người Dương nha. A4 em đang mặc là màu A4 nha. Khoác kaki à bạn, đúng rồi nó là khoác kaki nhá. À chất liệu canh, à váy là dạ nhá các chị nhá. Còn áo là áo giữ nhiệt luôn các chị nhá. Áo giữ nhiệt này em hết rồi nhưng mà về trong cái bộ set này nó có các chị nhá.
Rồi A à, đây là áo cưới Việt và váy thì là chất dạ các chị nhá. Mã là V1 nha. Ai có thích thì comment là V1 này, giá chia sẻ là 120.000 các chị nhá. Có một màu thôi. À chị coi lại A7. Ok coi lại A7 à. A7 hết rồi. Các chị ơi A7 hết rồi các chị ạ. A7 hết sạch nha. Rồi A7 một đỏ, một cái A9 màu ghi. Ok nhà chị Thị Hiền Phạm cho em xin luôn số điện thoại địa chỉ nha. Thảo Nguyên ơi chốt đơn rồi nha. À, áo giá áo, à, áo em mặc có chị BB ơi V1 kèm số điện thoại địa chỉ cho em nha chị BB nha. Rồi này áo em mặc có giá chia sẻ là 130.000 một chiếc nha. Chị Nguyễn Nam không ơi, à Thông ơi em chốt đơn chị rồi nhá, thiếu địa chỉ của em nha. Thử lại A7 đi chị ơi, A7 em hết hàng nha. Chị Hương Thảo ơi, V1 kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. V1 kèm số điện thoại địa chỉ giúp em này, giá sạc kho là 120 nhá. Còn A4 giá sạc kho là 130.000 nhá. A4 mẫu nào đẹp chị? Ok, A4 là màu nào đẹp? Ok, màu nào đẹp luôn. À, tùy vào nước da của mỗi người nha. Người nào trắng có thể mặc cái màu này hoặc là hai cái màu này giúp em. Ai mà trắng hoặc mặc cái màu xanh và cả màu hồng giúp em nhá. Còn ai mà da tối tối một chút này thì có thể mặc cái màu kem với cả màu xanh dương giúp em nhá, sẽ rất là sáng da. Rồi BB ơi, BB cho em xin thêm địa chỉ BB nhá, để em chốt đơn. Cho em V1 Hương Thảo ơi, cho xin luôn số điện thoại địa chỉ rồi chốt đơn cho Hương Thảo nha. Rồi A966kg không vừa nha. Rồi các chị ơi nhanh tay nào, comment là V1 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Không chỉ cần comment là V1 thôi. V bởi vì là cái này nó chỉ có mỗi một màu các chị nhá. Comment là V1 kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Còn áo em mặc là A3, A4 các chị nhá. A4 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em. Bến xe Vĩnh Bảo ok, Ninh Chảnh và bến xe bến Vĩnh Bảo ok cho luôn chị luôn nha. Rồi các chị ơi nhanh tay nào, ai thích A4 không nào? Comment A4 nhá. Chị bà lão ơi cho đơn rồi nhưng mà thiếu địa chỉ của em nha. 44kg mặc rất là ok nhá. Thiếu địa chỉ của em nhá chị bà lão nha. Rồi BB ơi cho đơn chị BB này. Đúng rồi, comment là V1 kèm số điện thoại chỉ rất là đúng nha. Rồi Nguyệt Trần ơi cho đơn chị Nguyệt Trần rồi này. À, áo khoác bao nhiêu? 130.000 nhá. Lan Nguyễn ơi chốt đơn cho Lan Nguyễn rồi, thiếu địa chỉ của em nha. Áo khoác gió mã gì bạn ơi? Áo khoác gió hiện tại là hết hàng rồi các chị nha. Rồi áo khoác gió hết hàng nhá. Còn bây giờ em đang like sang kaki nha. A4 này có giá chia sẻ là 130.000 một chiếc nha em bạn. Áo trong còn không? Áo trong em hết rồi nha chị Chu cấp đôi nha. Xem lại A8. Ok, xem lại A8 xem luôn. Đây A8 đây. A8 giá chia sẻ là 280.000 một đôi nha, 280.000 một đôi, chất là Burberry nha. Bên trong có lớp lót nỉ nhá. Thanh Phan ơi em cho đơn chị Thanh Phan này, xin cảm ơn này. Ok, Ninh Chảnh mình lấy size M, ok rồi, size M size S không có size M cũng không có, à có size M không có size S nha. Phương Thảo ơi em cho đơn cho chị V1 rồi nha. Rồi A thích V1 nhanh tay này, Hạnh Đoan ơi em đã nhìn thấy địa chỉ rồi nhá. Cho đơn từ rất là lâu bây giờ mình thấy địa chỉ ạ. Ok các chị ơi nhanh tay nào, V1 nha. V1 kèm số điện thoại địa chỉ giúp em để comment rõ ràng như vậy cho đơn nha. Còn đây nha, còn đây là A4 nhá. A4 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Gió vô tình là 48kg ok nha, mặc ok cho em không có sai nha. Rồi áo này không có sai đâu các chị nhá, từ 40 cân tới 51kg em quay đầu mặc ok cho em nha. A1 đi chị, cho em xem lại A1, ok cho xem lại A1 áo phao Kenzo nha, cho xem luôn. Đây chính là áo phao Kenzo A1 nha. Rồi A thích thì vẫn nhanh tay cho đơn nha. A1 này kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ cho em, đây là màu kem nha, phao Adidas rất là đẹp luôn. Các chị ơi nhanh tay nào. Nhanh tay comment A4 nhá, A4 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Chị Nga Nguyễn cái gì màu kem phải nó rõ ra mã địa chỉ giúp em nhá. Comment là rõ mã này, số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho đơn. Rồi nhá chị Thị Hiên Phạm, ok cho đơn rồi nhưng không biết là chị chốt cái gì ạ. Cho người 65kg, bao nhiêu chị ơi? Chị ơi 130.000 một cái nhá chị, thôi kệ nhá, 130.000 một cái thôi, rất là đẹp nhá. Áo bạn đang mặc bao nhiêu? A4 giá chia sẻ là 130.000 nhá chị Thanh Nghĩa nhá. A1 bao nhiêu chị ơi? A1 là 120.000 một chiếc nhá chị Sư Tử nhá. 120.000 một set thôi, rất là đẹp nhá, kèm áo giữ nhiệt và kèm váy yếm nhá. Sương em ở 67 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội nhá. Ok, A1 có 3 màu nhá. Có màu xanh tím than này, màu hồng nhạt, màu kem và màu hồng đậm nhá. Bao nhiêu vậy chị? Trần Phượng ơi, A4 nhá, giá chia sẻ là 130.000 nha. Em xin lỗi luôn, 130.000 ạ. Rồi Thảo Phạm đã cho mình một đôi A9. Ok rồi, cho đơn Phạm Thảo nhưng Phạm Hà nhưng mà thiếu địa chỉ nha. Rồi A8 bao nhiêu? A8 ạ. A8 em xả với cái giá là một không bây giờ xả rẻ đi. 280. Thôi, các chị rẻ luôn. Quay sau đi. Ờ
ok, quay sau đây các chị nhá, quay sau đây rất là đẹp luôn. Các chị có thể nhìn dưới ạ, rất là đẹp luôn nha. Rồi rất là đẹp luôn. Rồi đôi 280 60 kg bảo được không? Ok nhá chị nhà, nghỉ thiên lý nhá, mặc vừa cho em ạ. 280.000 nhá, người 60 kg bảo ok cho em. Rồi khoác A1 bao nhiêu? À chị ơi, khoác A1 là 130.000 một đôi nhá. 130.000 một đôi, rất là em xin lỗi. Điều đúng rồi là 130.000 một đôi là áo gió nhá, rất là đẹp luôn. Các chị ơi, em đã mặc là A4 nhá, các chị ơi tập trung chốt A4 cho em nha. Rồi này, Lan Nguyễn, em cho đơn cho chị Lan Nguyễn rồi nhá. Rồi này, A9 A9 à, A9 60 kg và cao 1m58. Chị ơi ok, vừa giúp em nhá, vừa xa lời giúp em này. 40 kg có mặc được không bạn? Ok nhá, chị Trung Nguyễn ơi, 40 kg chị mặc được cái áo em mặc ok nhá, rất là đẹp luôn. A1 bao nhiêu? A1 là 130.000 đô các chị nhá. A1 là 130.000 đô, rất là rẻ luôn. Rồi A4, ok Nghĩa Thanh ơi, A4 kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Cho xem A1, A1 hiện tại mang xuống dưới nhà rồi nhá. Rồi ok này, A1 45 kg mặc ok cho em nhá. Gió vô tình ơi, ok mặc được cho em nha, chị ơi, gió vô tình nha. Em nhắc lại này, từ 40 cân tới 51 kg quay đầu mặc ok cho em nhá, để các chị yên tâm. Váy dạ đi chị, ok đây, váy dạ V1 nhá. V1 giá chia sẻ là 120.000 một chiếc. Ai thích cái mã này nhanh tay cho đơn nhá. Nhanh tay cho đơn cho em nhá, giá xả kho là 120.000 một chiếc, mã là V1 nhá. Rồi nhanh tay cho đơn nào, rất là đẹp luôn, kèm một chiếc áo giữ nhiệt và một chiếc váy rất là xinh nhá. Rồi nhanh tay này. A4 có những màu gì? A4 nó có 4 màu nhá. Màu xanh bộ đội này, màu kem và màu xanh nước biển các chị nhá, rất là đẹp luôn. Ok, chị Linh Hải ơi, chốt đơn rồi nhá. Rất là cảm ơn luôn. Các chị ơi, A7 em hết hàng nha. A1 là 130k một đôi à, hay một chiếc 130.000 một đôi nha. Chị Hương, cô Tê Nguyễn, ok, chốt đơn cho chị luôn nhá. Màu xanh, màu đen, ok, A1, màu xanh, màu đen. Đây là A4 nhá chị nhá, không phải là màu xanh, màu em... A1 nhá chị nhá, không phải là một có màu xanh màu đen đâu. Chị Hương, cô Tê Nguyễn ơi, A1 nhá, à đây là A4 nhá, mới có màu xanh màu đen nha, comment lại mã giúp em. A4 một đồi màu kem nha, ok, A4 đồi màu kem cho luôn. Rồi các chị ơi, ai thích A4 nào thì nhanh tay comment nào. Comment là A4 này, kèm màu, kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho đơn luôn. Giá xả kho là 130.000 một đôi nhá. Rồi chị Hương Phạm ơi, ok Hương Phạm, em cho đơn cho Hương Phạm nha, thiếu đi chỉ của em nha chị Hương Phạm nha. Em ơi, em đang mặc là A4 nhá, không phải là A1 đâu mà đây là A4 nha, chị Nguyễn Hằng nha, em mặc là A4 nha. Rồi chị ơi, A1 là 130k một đôi à? A1 đúng rồi, A1 là 130k nha, một đôi nhá. Rồi chị Hà Ngô Đức, ok cho đơn chị luôn nhá. A7, ok chị ơi, em hết A7 rồi, em không chốt A7 nữa nha. Rồi 130k một đôi, đúng rồi 130k một đôi nha. Rồi các chị ơi, nhanh tay nào. Bán xích không chị, bán xích không sao nhé, em chỉ có bán xỉ thôi chứ không bán xích nha. Em đọc thế em không hiểu luôn. Rồi Nhung Vũ là A9 nặng 64 kg. Ok, A9 64 kg, em xích từ 2 cái trở lên nha chị Nhung Vũ nha. 64 kg, ok vẫn vừa nhá. Hiện tại A1 thì em đã mang xuống dưới nhà rồi và đã hết hàng rồi, thì thành ra là em không cho các chị xem được nữa nhá, bởi vì A1 đã mang đi rồi, em không có cái mẫu gì cho các chị xem nhá. Sao không trả lời nhá, Nguyễn hỏi lại em trả lời nhá. Rồi ai thích A4 nhanh tay nào, A4 bao nhiêu? A4 là 130.000 một đôi nha, 130.000 một đôi thôi, mã là A4 nhá các chị nhá, nên là mình nhanh tay. 130.000 một đôi rất là đẹp luôn các chị nhá. A4 này kèm màu, kèm số điện thoại đi chị giúp em nhá, comment rõ ràng như vậy em cho đơn luôn. Yếm trên con canh bao nhiêu? V1 nhá, V1 có giá xả kho là 120.000 một chiếc các chị nhá, 120.000 một chiếc. Ship Hà Nam bao nhiêu? Ship Hà Nam là 30.000 nhá. Ship 9 quận nội thành là 20, còn tất cả các ngoại thành và các tỉnh đều là 30 các chị nhá. 57 kg vừa không? Chị ơi, cái áo này 57 kg không vừa nhá. Em ơi, cho chị hỏi xưởng Hà Mai Hà Phương ở đâu? Chị ơi, xưởng Mai Hà Phương ở số 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội nhá. 53 kg mặc vừa, A40, chị ơi Nguyễn Tâm ơi không vừa nhá.
130.000 chiếc nhá. Đúng không? Chị ơi, A4 là 130.000 một chiếc nha, em xin lỗi luôn, em nói nhầm các chị ạ. Áo A4 là 130.000 một chiếc, em xin lỗi nha, nhầm. Em đang bán đôi thành ra em mua nhầm ra cái mã này một chút. A9 là A9 một đôi. Ok rồi nhá chị Phượng Huy Doãn nha, em chốt đơn cho chị nha. Rồi A9 nha, A4 nha là 130.000 một chiếc các chị nha. Ai thích nhanh tay chốt đơn nào. A4 kèm màu kèm số điện thoại chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy chốt đơn. Em xin lỗi các chị là em nói là một đôi nhá, là 130.000 một chiếc, em xin lỗi nha. Rất là nhầm luôn. Nói nhầm mà. Họ lại kiện đấy, chị ơi không sao ạ. Em nói nhầm nhưng mà em phải chịu trách nhiệm thôi chứ không sao phải kiện cả nha chị nhá. Không sao phải kiện cả bởi vì em nói sai thì em phải chịu thôi. Em vừa ở Sài Gòn ship bao nhiêu? Chị ơi ship ở Sài Gòn thì là 30.000 nhá chị Hằng Nguyễn nhá. Ship ở Sài Gòn là 30.000 nhá. Các bạn là hôm nay em xả nhiều mã quá nên là thành ra là em quên được giá là cũng bình thường thôi các chị ạ. Nên các chị thông cảm nhá. Còn ai lấy thì cho em thì em rất cảm ơn. Còn ai không lấy thì em phải chịu thôi ạ. Bởi vì em là người nói sai nhá. Còn mẫu đi chị ơi thì hiện tại bây giờ rất là muộn rồi nhá. Thì em sẽ like cái mẫu này là mẫu cuối cùng của chị nhá. Nên các chị nếu mà thích thì nhanh tay cho luôn cho em nhá. Comment là A4 này kèm màu kèm số điện thoại chỉ cho em nhá. Comment rõ ràng như vậy chốt đơn. Còn ai thích cái set V1 này nhá thì comment là V1 này kèm số điện thoại chỉ cho em nhá. Comment rõ ràng như vậy chốt đơn nha. Sư tử ơi A1 có mấy màu? Chị ơi sư tử ơi chốt đơn rồi sao mà bây giờ hỏi mấy màu? A1 tổng cộng là có 3 màu thôi nhá. Màu tím than, màu kem và màu hồng nhá. Các chị ơi nhanh tay nào. Em mà nói chậm thì làm sao em học đọc hết các comment của các chị. Các chị ai cũng thích em đọc tên của các chị thì em mà nói chậm thì từ giờ tới sáng mai em cũng không đọc hết tên các chị. Rồi nhá, chị Nga Nguyễn ơi, em chốt đơn cho chị Nga Nguyễn rồi nhưng mà thiếu địa chỉ của em chị Nga Nguyễn nhá. Nga Nguyễn thiếu địa chỉ của em nhá. Rồi này, áo phao có không? Chị ơi áo phao hiện tại em xả hết hàng nhá. Rồi Huyền Trang Nguyễn, em chốt đơn cho chị rồi nhưng mà thiếu địa chỉ của em nhá. Rồi ok, gộp đơn rồi thì thôi nhá, nếu mà chưa có địa chỉ cho em nhá. Rồi Phạm Thị Tuyết Mai A4 màu hồng. Ok, chốt đơn thiếu địa chỉ của em nhá. A4 giá chia sẻ là 130.000 một chiếc. Thích cái mã này thì nhanh tay chốt đơn nhá. Rồi này các chị ơi nhanh tay nào. Xem A8 màu kem. Ok, A8 màu kem hiện tại trời ơi. Ok, đây rồi em tưởng mang xuống nhà rồi. Ok, đây A8 màu kem rất là đẹp nhá. Bên trong có một lớp lót nỉ rất là đẹp luôn. Linh Hải ơi em chốt đơn nhá. Áo cầm lên cho mình nhìn. Ok, đây. Bạn cầm lên cho mình nhìn rất là đẹp nhá. Rồi A4 màu hồng phấn. Ok, Hằng Nguyễn em chốt đơn chị nhá. V67 gửi chưa shop. Ok, Tom Zumi. Ok, hình nhà em gọi điện chốt đơn cho chị rồi thì em đã gửi nhá. Còn em chưa gọi điện chốt đơn mà chị không nghe máy thì em sẽ vẫn chưa gửi hàng nhá. Cho xem hai áo A1 một hồng một trắng. Ok nhá, chị cô nàng cá tính cá tính cô nàng. Ok, chốt đơn chị rồi nhá. Rồi các chị ơi, còn ai thích A4 nữa không ạ? Comment là A4 này kèm màu kèm số điện thoại chỉ giúp em nhá. Giá sạp kho là 130.000 một chiếc các chị nhá. 130.000 một chiếc thôi, rất là đẹp nhá. 130.000 một chiếc rất là đẹp, nhanh tay nhá. Rồi A4 này kèm màu kèm số điện thoại thì chỉ giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy chốt đơn. 130.000 một chiếc nhà cực đẹp cực xinh. Chất kaki nhá, nó không phải là dày dặn đâu nhưng mà mặc lên giữ nhiệt rất là tốt các chị nhá. Lấy một đôi A9 size M, một size L. Ok chị Phạm Hà ơi chốt đơn thiếu địa chỉ của em nhá. Cho A1 màu hồng. Hương Thảo ơi cho xin luôn số điện thoại địa chỉ nhá. Chưa gọi điện, ok chưa gọi điện nào. Chưa gọi điện thì em vẫn chắc chắn là em gọi điện chị không nghe máy nhá. Có thể gọi điện số hotline bên em để bên em trả lời nha. Rồi Hương Nguyễn, em chốt đơn chị Hương Nguyễn luôn này. Ok, gel bao nhiêu bạn? Xanh gel là 130.000 một chiếc nhà. 130.000 một chiếc rất là đẹp luôn. Rồi này, em thử mặc áo kẻ 280. Ok đây, em có thể gấm cho các chị xem. Đây, em gấm cho chị Thiên Lý xem nhá. Đây em vừa mặc rồi, đây các chị em vừa các chị xem này, rất đẹp đấy nhỉ, thấy em công ok em thấy tất cả chị nhỉ. Rồi sư tử ơi em chốt đơn rồi thiếu địa chỉ của em sư tử nhỉ. Sư tử chốt đơn từ vừa nãy rồi nhưng mà vẫn thiếu địa chỉ của em nhá, phải có đầy đủ địa chỉ em chốt đơn nhỉ, không có địa chỉ là em không chốt đơn nữa các chị nhá. Rồi các chị ơi mình nhanh tay nào, comment là A4 này kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhỉ. Comment rõ ràng như vậy chốt đơn nhỉ, rất là đẹp rất xinh luôn, 130.000 một chiếc nhá. Rồi xem màu xanh dương, ok xem màu xanh dương, ok màu xanh dương đây rất là đẹp luôn nhỉ. Màu xanh dương rất là đẹp luôn, có ai thích cái màu này nhanh tay nhỉ. A4 kèm màu xanh dương kèm số điện thoại để chỉ giúp em nhá. Ngày nào em cũng chờ điện thoại mà chả thấy gọi, ok cho em lại đơn nhá chị Zumi nhá. Không phải là chờ em gọi điện mà không nghe máy nhá chị Tom Zumi nhá. Chị Tom Zumi nếu mà chưa nghe điện thoại được nhà em chưa gọi thì cho em lại đơn nhá chị Tom Zumi nhá. Comment là V67 kèm số điện thoại để chỉ giúp em nhá chị Tom Zumi. Em có địa chỉ vừa lấy một bên một đấy. Ok rồi, có địa chỉ rồi thì thôi, chưa có thì cho em nhá. Ok nhá, Nhã Quyên em chốt đơn cho chị rồi nhá. Hương Thảo đúng rồi, chốt V1 đã nhìn thấy địa chỉ rồi nhá. Nhà em ở đâu? Nhà em ở xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội các chị nhá.
Còn đến thì em ở 67 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội các chị nha. Các chị cứ đến chợ Ninh Hiệp có gọi điện số online của nhà em nhá, thì em nha sẽ chỉ đường và tới xưởng nhà em luôn, rất là chào đón các chị nha. Rồi các chị ơi, nhanh tay nào, comment là A4 nha. A4 kèm màu kèm số điện thoại thì chị giúp em nha. À chị ơi, lấy size nhỏ cho em nha. Ok rồi, em sẽ lấy size nhỏ cho chị Hằng Nguyễn nhá. 44kg, ok luôn này. À bao nhiêu vậy bạn? 130.000 một chiếc chị nhá. À Hồng hay nhà mình là sao không hiểu luôn nha. Rồi Sư Tử ơi, em chốt đơn cho chị rồi nhá. A1, ok các chị ơi, nhanh tay nào. A4 này kèm màu kèm số điện thoại thì chị giúp em nhá. Comment rõ ràng như em chốt đơn luôn. 1m50, 60kg, chị ơi không bao được nhá. Chị nhà nghỉ thiên lý nhá. Chưa cao con nặng của chị không cân đối nhá. À chị Hương Cute, A9 còn màu gì không nhỉ? Không, còn một màu nha, nó chỉ có duy nhất một màu thôi. Nếu như còn nhiều màu thì em sẽ không bán với giá rẻ như vậy đâu. Chuyển mẫu khác đi các chị ơi, hết mẫu rồi. Em chỉ like, em chỉ xả mấy cái mẫu này thôi. Ngày mai trưa, ngày mai nhá, thì nhà em sẽ xả một lần nữa. Nên là các chị cố gắng lên xem cho em nhá. Ngày mai nhà em sẽ xả nha. Rồi, nhìn thấy mình không? À, ok, nhìn thấy chị không? Ok, Vũ Hà em có thấy chị nhá. Rồi, lấy size nhỏ cho chị nha. Ok rồi, em sẽ lấy size nhỏ cho chị Sư Tử nha. Rồi, comment là A4 này. A4 kèm màu, kèm số điện thoại thì chị giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy cho đơn cho các chị luôn. Rồi nha chị Thủy Phương ơi, em chốt đơn cho chị Thủy Phương rồi, thiếu địa chỉ của em nha chị Thủy Phương nha. Rồi thiếu địa chỉ của em nha. Comment là A4 này, A4 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Rồi Nguyễn Hoa chốt đơn chị luôn. Rồi chị anh Trần Đức Anh nhỉ? A3 màu kem, ok cho em xin luôn số điện thoại địa chỉ nhá chị Trần Đức Anh nha. Rồi mình 55kg, ok này có vừa không? Thủy Phương ơi, chị mặc dáng nào ạ? Chị mặc dáng nào vừa? Mặc dáng này của em A4 này ok, cũng mặc tạm nha. À ok, không mặc được đâu ạ. Không mặc được nhá, cũng chất, cũng co giãn đây. Nhưng mà em sợ tay chứ hơi to nha. Rồi, áo dạ dáng qua không không em? Chị ơi, nhà em không nhá, chị qua hành nhá. Nhà em không ạ. A4 lấy size, ok rồi nha. Chị Phương, chị Hương Nguyễn em cho đơn cho chị nha. Tom Zumi ơi, ok, cho đơn rồi, mai em sẽ gọi điện nha. Chị Tom Zumi nhá. À mà em chỉ còn có 2 bộ set thôi. Chị Tom Zumi nhá. Chị Tom Zumi không mặc được đâu ạ, bởi vì em còn có 2 bộ set thôi ạ. Chốt hàng ok nhá chị nhá. Quên ơi, chốt đơn cho chị từ vừa nãy rồi nhá. Chị cần để là số điện thoại thì chị để em chốt hết nhá. Cái gì? Cái trời vớt. Không biết. À, ở trên mặt hồ. Chị gặp lại chị để mặt hồ dưới. Em thấy có 5-6 đơn đấy. Các chị ơi, V4 này, Thủy Phương ơi, em chốt đơn chị rồi nhá, 55kg, chị ơi không vừa nha, chị Thủy Phương nha. Rồi các chị ơi, nhanh tay nào, comment là A4 này, A4 kèm màu, kèm số điện thoại thì chị giúp em nhá. Comment rõ ràng như vậy, em chốt đơn tất cả các chị luôn nha. Các chị ơi nào, nhanh tay để em sắp kết thúc livestream rồi, 10 phút nữa em kết thúc livestream nha. 10 phút nữa em sẽ kết thúc livestream, còn ai muốn đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng cho em nha. Bây giờ là, các chị ơi nhanh tay nào, 10 phút nữa em sẽ kết thúc livestream ở đây. Ai thích A4 này thì nhanh tay cho đơn cho em nha. À, cho chị xem áo dạ dài, chị ơi xem áo dạ dài trưa ngày mai nhá. Thì còn bây giờ nhà em nha, nhà em sắp kết thúc livestream rồi, em không cho em không mặc áo dạ dáng dài nha. Cho xem. Buồn thế, chờ mãi không thấy gọi. Ok Tom Zumi ơi, nhà em có gọi nhá. Nhưng mà chắc là chị không nghe máy thôi, chứ còn không một khách hàng nào nhà em không gọi nhá. Rồi áo dạ bao nhiêu vậy? Áo 130.000 nhá. Chị Hoàng Tám ơi, A9 2 cái. Ok, chốt đơn cho chị Hoàng Tám nhá. À mình còn gọi cho shop không thấy nghe điện thoại. Ok rồi, chắc nhà em tại nhà em bận nhiều việc nhá chị nhá. Trần Anh Đức, ok em chốt đơn cho Trần Anh Đức rồi nhá, chị Trần Anh Đức nha. A3 màu kem, ok Trần Anh Đức cho đơn này. À trưa mai mấy giờ? Trưa mai là 12 giờ hoặc 12 rưỡi nhà em like nhá chị Thu Đặng nha. Trưa mai mấy giờ? Chị ơi, các chị ơi trưa ngày mai nhá, tầm 12 giờ 30. Nhà em ăn cơm trưa xong thì nhà em sẽ like phục vụ các chị luôn buổi cuối cùng ngày mai nhá. Chị ở đâu? Nhà em ở 67 Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội nhá. 67 Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội. Ok chị Nguyễn Huệ nha. Các chị ơi nhanh tay nào, có ai chốt được không? Không ai chốt thì em kết thúc livestream nha. Rồi nào, 5 phút nữa nào, 5 phút nữa em kết thúc livestream nha. A4 nào, A4 kèm màu kèm số điện thoại đi chỉ giúp em nha. Rồi Tom Ruby là rõ ràng nghe cho đơn mà không thấy gọi vì công việc
mình là cần điện thoại. Ok rồi nha, cũng có thể là mặc bận ok rồi. Nhưng mà em đang nói là cái vấn đề là chiều cao cân nặng của chị thì chị không mặc được nhá, chứ không phải là em không nhà em không gọi cái đấy, đó là không quan trọng chị nha. Rồi ok, chị cứ để lại số điện thoại đi, mai ngày mai nếu mà còn em sẽ tìm lại, còn size nào thì em sẽ để nhá. Rồi này, áo bao nhiêu? 130.000 một cái nhá. Mình cao 1m50, 65. Trời ơi Nguyễn Huệ ơi, không mặc được nhá, chẳng không mặc được cái gì đâu ạ. Rồi còn phao không chị? Ok, vẫn còn, hiện tại vẫn còn phao nhá. Comment là A1, A2 hoặc A3 giúp em nhá. Trong cái báo đó A1 là phao Ken, à phao Adidas này, A2 là phao Kenzo, A3 là phao Canon nhá. À thích cái mã nào thì nhanh tay comment cho em. À có bộ đồ thể thao không chị? Ok nhé, em không có bộ đồ kiểu thể thao nữa chị Kim Nina nhá. À tối mai hả chị? À chị ơi, không phải là tối mai, tối mai nhà em không ai nữa, bắt đầu từ ngày mai trở đi, trưa ngày mai nhà em ra xong đã là nghỉ live nha. Rồi nè, à Mỹ Tâm là A9 màu kem, làm gì Mỹ Tâm ơi, A9 không có màu kem nha chị Mỹ Tâm nha. Xem phao đi, phao nhà em là hiện tại đang mang xuống đến nhà rồi, không xem được nhá. Ok, bây giờ thì em sẽ kết thúc livestream ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các chị nhá. Trưa ngày mai nhà em lại livestream tiếp và xã tiếp, gì lên ủng hộ em nhá.